Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 129. Lâm Nhất chợt lao nhanh trên mặt biển, vào khoảnh khắc lỗ thủng đó sắp khép lại, hắn nhanh chóng đi xuyên qua nó. Xoẹt xoẹt. Nhưng vừa mới đáp xuống, trên mặt biển lập tức xuất hiện điện quang đáng sợ, chúng nó lan tràn khắp người hắn như dây leo. Phiền phức. Khóe miệng Lâm Nhất khẽ giật. E rằng lực lượng lôi đình trong biển máu màu đen này sẽ tồn tại một khoảng thời gian khá dài. Nếu duy trì bằng chân nguyên, hoàn toàn không thể đi tới nơi có ánh sáng hỏa diễm kia, cuối cùng vẫn phải dựa vào thân thể mạnh mẽ. Chẳng trách lúc đầu lại có sự tồn tại của ngưỡng cửa, nếu cơ thể không đạt tiêu chuẩn, hắn sẽ không có tư cách đẩy mở cửa cự long. Nhưng chiến thể thương long của hắn vẫn có cấp bậc khá thấp. Ngay cả kiếm ý thông thiên mà mình còn có lĩnh ngộ. Mình không tin không thể vượt qua được thử thách này. Trong mắt Lâm Nhất lộ vẻ kiên cường, hắn động tâm niệm, Long Văn Tử Điện di chuyển khắp toàn thân, nhanh chóng chống lại lực lượng lôi đình ẩn chứa trong biển máu. Cộp, cộp. Trong khí huyết sôi trào, Lâm Nhất như một man thú thượng cổ bước đi trên mặt biển. Mỗi một bước đều sẽ tạo thành âm thanh nặng nề, sóng nước cuộn trào. Nhưng nửa canh giờ sau, trên trán Lâm Nhất đã phủ kín mồ hôi. Sắc mặt tái mét không còn tia máu. Khắp nơi trên cơ thể đều cảm thấy đau đớn. Thỉnh thoảng có sóng lớn cuộn trào càng khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn, chỉ cần không cẩn thận sẽ chìm xuống đáy biển. Đáy biển màu đen, được hội tụ từ máu tươi của muôn vàn yêu thú long huyết, một khi rơi vào trong sẽ khá là nguy hiểm. Không chỉ có áp lực khó đỡ, mà sát khí hỗn tạp trong máu cũng sẽ khiến cơ thể bốc cháy. Dưới lôi ảnh đầy trời, Lâm Nhất mặc một bộ đồ xanh, không ngừng tiến lên trong đại dương bao la đen kịt. Ba ngày sau, oanh! Trên đại dương bao la, mấy chục tia lôi đình quấn quýt với nhau, rít gào như cuồng long, sau đó cùng đánh xuống mặt biển. Dưới biển máu lập tức có sóng lớn dâng trào, va chạm với bóng người áo xanh, âm thanh nặng nề cùng với điện quang chớp lóe vang lên. Lâm Nhất nhăn nhó, trông có vẻ vô cùng đau đớn. Ba ngày qua, hắn đã làm quen được một chút với hoàn cảnh nơi này, dưới tình huống có thể chịu đựng hắn sẽ không dùng chân nguyên xuyên thủng, tiết kiệm sức lực. Ngoài lực lượng lôi đình ẩn chứa trong máu rồng màu đen, máu tươi hỗn tạp kia cũng chứa đựng lực lượng ăn mòn kinh khủng. Sau khi xuyên qua chân nguyên hộ thể, rơi xuống làn da, xông vào trong máu xương, sẽ tạo thành cảm giác đau như kim châm. Phù! Lâm Nhất thở dài một hơi, thân thể hơi cong lại đứng thẳng lên một lần nữa. Tiếp tục đi về phía trước. Hắn gần như đã quen với cảm giác đau đớn này rồi, hơn nữa sau cơn đau, Lâm Nhất dần phát hiện chút manh mối. Dù là lực lượng lôi đỉnh trong máu đen hay lực lượng của máu huyết cũng đều kích thích thân thể trở nên mạnh mẽ. Dù rất nhỏ nhoi, nhưng lại hết sức rõ ràng, so với 3 ngày trước, thân thể của hắn đã mạnh hơn ít nhất 5 phần. Dù cuối cùng không thể thông qua sát hạch, nhưng chỉ đi một lần ở đây cũng sẽ đạt được cơ duyên không tệ. Trong thoáng chốc, trên trời lại có vô số lôi quang lướt qua, Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lên. Thừa dịp có chút ánh sáng, hắn nhìn thấy một cây cột chọc trời màu đen ở cuối tầm mắt, xung quanh cây cột có lôi đình cuồng cuộn và gió lốc dữ dội. Đó là... Lâm Nhất nhíu mày, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó hiểu ra là gió bão. Cái cột chọc trời kia là cột nước do gió bão cuốn lên, đang di chuyển với tốc độ nhanh như chớp. Số lượng cũng rất dày đặc, uy lực thì mạnh đến mức khiến người ta suýt xoa. Trong lúc di chuyển, dường như vòi rồng kia còn khiến không gian màu đen xuất hiện những vết nứt. Nếu thật sự để nó va vào người thì e rằng sẽ phải bị thương nặng. Vòi rồng như tận thế cũng không cho Lâm Nhất quá nhiều thời gian suy nghĩ mà đã kéo tới. Những cây cột chọc trời màu đen kia giăng đầy không gian, máu tươi không ngừng chuyển động, tạo thành gió lốc và điện quang chói mắt. Kim ô cửu biến. Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, hắn lập tức sử dụng kim ô cửu biến, ngăn cản long uy trong thiên địa, bay lên trời như một con kim ô. Vụt, vụt, vụt. Nơi này chỗ nào cũng có mặt long uy, hạn chế tốc độ của Lâm Nhất, lúc này, kim ô cửu biến trước giờ nhanh như tia chớp cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. Hắn tựa như một con chim bay qua bay lại trong gió lốc, cố gắng tránh đi những vòi rồng kia. Khi thì thẳng tắp như kiếm. Khi thì rủ xuống như rèm, nơm nớp lo sợ tiến về phía trước một cách cực kỳ cẩn thận. Sau khi vượt qua gió lốc, Lâm Nhất lách người đáp xuống mặt biển,
chân mày hơi giãn ra, thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng hỏa diễm kia có vẻ đã gần hơn một chút. Tối đa nửa tháng sẽ đến nơi. Lâm Nhất tính toán khoảng cách, đưa ra kết luận của mình. Ấy. Nhưng vào lúc này, Lâm Nhất phát hiện bản thân đang tự động di chuyển. Khi đưa mắt nhìn xuống, hắn ngạc nhiên phát hiện biển máu màu đen đang chậm rãi chuyển động, như đang bị một lực lượng nào đó lôi kéo. Nước xoáy. Sau gió lốc, trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vị trí Lâm Nhất dừng lại vừa khéo là bên bờ vòng xoáy. Chết tiệt. Lâm Nhất mắng một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Nhưng đã không còn kịp nữa, tuy tốc độ di chuyển của vòng xoáy khá chậm, nhưng lực hút như thế, Lâm Nhất vừa mới chống lại gió lốc, hoàn toàn không thể nào đỡ được. Chưa chạy được mấy bước, bàn chân của Lâm Nhất đã rơi vào vòng xoáy, sau đó cả người hắn như bị một bàn tay khổng lồ níu giữ. Oanh! Trời đất quay cuồng, Lâm Nhất bị kéo vào trong biển máu, sau khi rơi xuống nước, hắn mới sợ hãi phát hiện, biển máu trông có vẻ chỉ đang chuyển động chậm khi nãy lại di chuyển với tốc độ nhanh đến mức đáng sợ. Dưới sức mạnh to lớn như thế, dù là Lâm Nhất vào thời điểm mạnh nhất cũng sẽ cảm thấy khó mà đỡ được. Hiện tại thân thể yếu ớt như thế, đương nhiên càng khó chống lại, không ngừng rơi xuống. Rắc, rắc, rắc. Dưới áp lực khổng lồ, xương cốt Lâm Nhất từng chút bị ép vỡ đến mức liên tục kêu vang. Đồng thời, máu tươi màu đen còn không ngừng thấm vào cơ thể, đốt cháy chân nguyên trong người hắn. Sự thay đổi này chỉ xảy ra trong nháy mắt, khiến Lâm Nhất hoàn toàn không có cơ hội phản ứng. Sau khi tỉnh táo lại, Lâm Nhất đã rơi xuống ít nhất dưới 1000 mét. Toàn bộ cơ thể đã vỡ nát gần như 1/3. Sắp chết rồi sao? Nỗi sợ hãi vô tận bao phủ lấy trái tim Lâm Nhất, đối diện trước sinh tử thế này khiến hắn tạm thời quên đi cảm giác đau đớn. Bỏ quyền. Nếu bỏ quyền vào lúc này, có lẽ Long Linh có thể cứu hắn ra ngoài, nhưng tạo hóa nhận được trên biển máu này cũng sẽ bị lấy mất. Ngoài ra, chẳng những không thể nào có được Long Thể Thần Quyết đại diện cho trái tim Thương Long. Mà càng không cần nghĩ tới cơ duyên trên tạo hóa kia. Rắc, rắc. Trong lúc suy nghĩ, cơ thể hắn vẫn liên tục rơi xuống, xương cốt lại vỡ thêm 1/3. Đồng thời, máu tươi kia cũng không ngừng đốt cháy lục phủ ngũ tạng của hắn. Vào lúc này, cơ thể hắn đều vỡ tan, cảm giác đau đớn đó không thể nào miêu tả được bằng lời. Sống không bằng chết cũng chỉ đến thế mà thôi. Chết tiệt. Lâm Nhất cố chịu đựng không hét thành tiếng. Giữ sự tỉnh táo, nếu đã là thử thách thì chắc chắn sẽ có đường sống. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Thịch, thịch. Vào lúc suy nghĩ hỗn loạn, đối diện bước đường cùng, Lâm Nhất nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Âm thanh đó khá nhỏ, dưới cảm giác đau đớn, nếu hắn không thể giữ bình tĩnh thì hắn hoàn toàn không thể nghe thấy nó. Nhưng một khi nghe thấy sẽ biết âm thanh đó thình thịch như tiếng trống, ngày càng vang dội. Lâm Nhất thoáng chốc lấy lại tinh thần, tập trung tất cả lực lượng, cố gắng lắng nghe nhịp đập của trái tim Thương Long. Rắc, rắc, rắc. Lúc này, 1/3 xương cốt còn lại trong cơ thể cũng bắt đầu vỡ vụn, nhưng cuối cùng Lâm Nhất cũng nghe được toàn bộ nhịp đập của trái tim Thương Long. Thịch, thịch. Trong lúc không chú ý, trái tim hắn chậm rãi cùng chung nhịp đập với trái tim Thương Long. Bù. Dưới đáy biển màu đen. Thân thể nát tan của hắn chợt lóe lên chút ánh sáng. Dưới tia sáng này, tạp chất máu rồng màu đen trong cơ thể nhanh chóng bị lọc sạch, tinh hoa huyết mạch còn lại thì xông thẳng về phía trái tim. Cùng lúc đó, trên quảng trường Thương Long, ở chỗ những đạo đài kia đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người. Trên mặt những người này đều lộ vẻ nghĩ lại mà sợ, kinh hãi khôn cùng. Bọn họ bị ép bỏ quyền trong thử thách này, không còn tư cách đi tiếp. Trong đại dương máu tươi màu đen, thân thể Lâm Nhất bị nước xoáy ép xuống dưới đáy biển. Lúc này, xương cốt trên người hắn gần như đã vỡ vụn, toàn bộ da thịt cũng trở nên khô quắt. Lục phủ ngũ tạng bị máu tươi màu đen đâm ra vô số lỗ hổng, thậm chí việc hô hấp của hắn cũng thoáng dừng lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu không phải tim vẫn đang đập, Lâm Nhất chẳng khác nào đã chết thật rồi. Thậm chí Lâm Nhất còn mất đi khả năng suy nghĩ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Thịch, thịch. Theo nhịp đập của trái tim Thương Long, trong đại dương bao la màu đen chứa đựng đạo vận thần bí nào đó.
Biển máu cuồn cuộn có rất nhiều tia sáng mắt thường không thể nhìn thấy, nhịp tim của Lâm Nhất cũng hòa hợp một cách hoàn mỹ với những đạo vận thần bí này. Vụt! Có thể phát hiện, sau khi nhịp tim của hắn hợp làm một với trái tim Thương Lâm, máu đen điên cuồng tàn phá trong cơ thể cũng nhanh chóng được tinh lọc. Chỉ còn lại tinh hoa trong máu rồng màu đen, sau khi tràn vào tim, tinh hoa lại được rèn luyện một lần nữa, những dòng máu rồng màu vàng từ trái tim chảy đến các vị trí trong cơ thể, tay chân xương cốt như đang được đúc lại. Rắc! Dưới sự thấm nhuần của máu rồng màu vàng, thân thể khô quắt của Lâm Nhất lại căng phồng lên một lần nữa. Xương cốt vỡ tan, lục phủ ngũ tạng muôn vàn lỗ hổng, kinh mạch bị thiêu đốt đều được tái sinh từ trong ra ngoài. Hình ảnh này rất kỳ diệu. Vừa giống như tắm lửa sống lại, cũng giống như phá kén thành bướm, thân xác cũ chết đi, nhờ máu rồng tưới lên, thân thể mới lại lần nữa sống lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, dưới đáy biển tối tăm, trên người Lâm Nhất lóe lên ánh sáng chói mắt. Dần dần, ánh sáng tỏa ra từ lỗ chân lông trên người hắn chiếu sáng toàn bộ đáy biển tựa như thánh huy. Quá trình khôi phục cơ thể chậm hơn tốc độ hủy diệt nó rất nhiều. 10 ngày sau, thân thể Lâm Nhất hoàn toàn trở lại như cũ, ngón tay rũ xuống của hắn hơi động đậy, đôi mắt nhắm chặt nhiều ngày cũng chậm rãi mở ra. Vào khoảnh khắc năm ngón tay siết chặt thành nắm đấm, Lâm Nhất cảm nhận được lực lượng dồi dào điên cuồng dâng lên từ khắp nơi trong cơ thể. Sức chịu đựng của cơ thể cũng tăng hơn trước ít nhất gấp đôi, sức lực trong cơ thể không ngừng dao động, chiến thể Thương Long thoáng chốc đã đạt đến một cảnh giới cao siêu hơn. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh. Lâm Nhất tự lẩm bẩm trong lòng, sau đó chợt hiểu ra, từ sinh thành tử, từ tử thành sinh. Thì ra đây mới thật sự là thử thách, nếu hắn chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể và thực lực của bản thân đi qua được đại dương mênh mông này. Thì dù có thông qua thử thách, e rằng cũng không đủ toàn diện, từ sinh đến tử, từ tử thành sinh mới thật sự là sát hạch hoàn chỉnh. Lúc mở cửa, Long Linh đã nói rất rõ rồi. Nhưng dù biết được bí ẩn bên trong, thì người được thử thách cũng phải có lòng can đảm lớn lắm mới dám thử. Ví dụ như Lâm Nhất, nếu không nhờ vào việc cuối cùng vẫn giữ được bình tĩnh, nghe tiếng trái tim Thương Long đập ở sâu dưới đáy biển, cảm nhận được sự tồn tại của âm thanh đại đạo, khiến nhịp tim của mình hòa hợp với nó, thì có lẽ bây giờ hắn đã chết thật rồi. Coi như chó ngáp phải ruồi, nếu không bị kéo xuống đáy biển, hắn cũng sẽ không trải qua được điều này. Đó là... Lâm Nhất đột nhiên nhíu mày, con ngươi hơi co lại. Hắn nhìn thấy rất nhiều hình ảnh đáng sợ dưới đáy biển tối tăm, phía xa có những xác chết mỏng như giấy chậm rãi trôi dạt. Những xác chết kia có ngũ quan hoàn chỉnh, thậm chí trên mặt vẫn còn hiện nỗi sợ hãi và nụ cười khi còn sống, nhưng chỉ còn lại một lớp da người. Đây là những người sát hạch thất bại mà không kịp bỏ quyền trước kia sao? Lâm Nhất thấy nổi da gà, không dám tiếp tục ở lại đây, đáy biển đen kịt này khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo, còn có vẻ kỳ lạ nữa. Thần Dương Toái Thiên Ấn, thừa dịp lực lượng thân thể trở lại thời điểm mạnh nhất, Lâm Nhất đồng thời sử dụng hai luồng khí hải, trong lòng bàn tay có ấn ký thần dương cổ xưa xuất hiện. Đợi đến khi Lâm Nhất siết chặt năm ngón tay, đấm một quyền xuống dưới thì một mặt trời màu vàng khổng lồ chợt ầm ầm nổ tung dưới đáy biển. Trong tiếng nổ động trời ấy, làn sóng xung kích sinh ra do thần dương toái thiên ấn lập tức nâng Lâm Nhất lên như diều gặp gió. Giữa mặt biển mênh mông cuồn cuộn màu đen này, hắn giống như một luồng sấm sét màu vàng thoáng chốc rẽ đôi mặt nước xông ra. Ầm ầm. Bầu trời vẫn âm u một mảnh, chỉ khi sấm sét nhoáng lên mới có thể chiếu sáng cả mảnh không gian. Nhưng cảnh tượng ấy xuất hiện ở trước mặt Lâm Nhất lại khiến hắn thở phào một hơi. So với đáy biển tối tăm nặng nề, cảnh tượng trước mắt lại trông có vẻ thân thiết hơn rất nhiều. Nên đi tiếp về phía trước thôi, ánh sáng hỏa diễm. Ánh mắt Lâm Nhất nhìn thẳng về phía trước, ở cuối đại dương mênh mông này có một ngọn lửa bập bùng tựa như một vầng mặt trời. Đó chắc hẳn là vòng khảo sát cuối cùng. Sau khi trải qua quá trình từ sống đến chết và ngược lại, Lâm Nhất lại tiếp tục lên đường trên mặt biển mênh mông. Trái ngược với trước đó, cơn đau đã vơi đi rất nhiều, thậm chí Long Uy vẫn luôn tồn tại trên bầu trời cũng yếu đi một chút. Vậy hắn sẽ đẩy nhanh tốc độ hơn một chút để xem thử rốt cuộc thì bên trong ánh sáng hỏa diễm kia có cái gì. Trước mắt, Lâm Nhất chính là cực kỳ tò mò đối với cái truyền thừa của trái tim Thương Long. Trong niềm mong đợi đó, Lâm Nhất lại đi tiếp 7 ngày giữa vùng biển màu đen trông như không có bờ bến ấy.
Ầm. Lại là tia sét màu đen cuốn theo sức mạnh khủng bố giống như thác nước trút xuống từ trên bầu trời. Thoáng chốc, mặt biển lập tức dâng lên một con sóng cao cả nghìn trượng. Trong cơn sóng đó còn không ngừng lóe lên tia chớp. Ầm. Mặt biển vừa nổi sóng, một bóng người màu vàng tựa kim ô dương cánh bay lượn kéo theo khí thế bàng bạc lập tức lao xuống, trực tiếp xuyên qua con sóng, đột phá nó một cách dễ dàng. Xẹt, xẹt. Sau khi Lâm Nhất xuyên qua con sóng, bên ngoài cơ thể không ngừng lóe lên tia chớp giống như rắn độc vặn vẹo cắn xé, khiến người ta nhìn mà ớn lạnh. Nhưng với Lâm Nhất của bây giờ lại chẳng đáng là gì và không có đau đến chết đi sống lại, mặt mày vặn vẹo như lúc trước. Trái lại, trong sự quay cuồng của tia chớp còn rèn luyện được long huyết màu đen, vô tình tẩm bổ cho cơ thể hắn rất nhiều. Đúng là bảo địa phong thủy. Dù không có thần quyết rèn luyện cơ thể nào mà cơ thể mình cũng đã mạnh đến nỗi trước kia cũng không dám nghĩ đến. Lâm Nhất nhìn về phía xa, trong tầm nhìn đằng trước, ánh sáng hỏa diễm bập bùng kia cũng không còn xa xôi như trước. Khác với suy đoán ban đầu, ánh sáng hỏa diễm kia cũng không phải một quả cầu lửa lớn như mặt trời, mà là một vòng sáng khổng lồ chiếu xuống mặt biển, hoàn toàn chia tách mặt nước màu đen. Đó là một vòng sáng cực kỳ khổng lồ. Sâu bên trong còn thấp thoáng một ngôi đền. Tìm được rồi. Lâm Nhất nhìn chằm chằm vào vòng sáng kia, trong mắt toát ra một sự nóng bỏng, truyền thừa thuộc về hắn cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật. Vèo, vèo, vèo. Lâm Nhất thi triển kim ô cửu biển đến cùng cực, cơ thể như lóe lên tia sét, nửa khắc sau đã hoàn toàn tiến vào trong vòng sáng kia. Cùng lúc đó, trong truyền thừa tương ứng với Thương Long Chi Giác, La Chấn đang ở trong một kiếm chủng tiêu điều vắng vẻ. Sau khi trải qua vô số kiếp nạn, cuối cùng hắn ta cũng tới được trung tâm kiếm chủng cổ xưa này. Ở trung tâm kiếm chủng, có vô số bãi đã cắm đầy những thanh kiếm rỉ sét loang lổ tràn ngập vẻ cổ xưa. Xoẹt, xoẹt. Ánh mắt La Chấn lóe lên, giơ tay rút kiếm ra, từng mảng rỉ sét bám đầy trên kiếm lập tức rơi lả tả. Thoáng chốc, nó lập tức tỏa ra vẻ sắc bén lành lạnh, rõ ràng là một thanh đạo binh cổ. Chỉ là, hắn ta còn chưa kịp vui vẻ thì thanh đạo binh đã ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ lơ lửng giữa không trung giống như thời gian ngừng trôi, bên trên từng mảnh nhỏ đều khắc một ký hiệu cổ xưa. Thì ra là vậy. Ánh mắt La Chấn lập tức lộ ra vẻ hiểu ra, những ký hiệu trên từng mảnh nhỏ kia chắc hẳn chính là truyền thừa đại biểu cho Thương Long Chi Giác. Đó hẳn là một môn kiếm quyết cực kỳ cao siêu. Tu luyện đến đỉnh phong sẽ có được sức mạnh khủng bố. Đây là một môn kiếm quyết cấp đế giả cực kỳ quý hiếm, hơn nữa còn đầy đủ, không thiếu phần nào. Có thể thấy được sau khi chứng kiến thực lực của Lâm Nhất, đặc biệt là kiếm ý thông thiên do đối phương thể hiện ra thì truyền thừa cỡ này vẫn chưa lọt nổi vào mắt xanh của La Chấn. Long Linh đại nhân, ta đã vượt qua thử thách, cơ duyên phía trên tạo hóa ở đâu? La Chấn nhìn lên trời với ánh mắt nóng bỏng, hỏi. Thử thách mà ngươi vượt qua cũng không đầy đủ, đáp lại hắn ta chỉ có giọng nói lạnh như băng của Long Linh, thậm chí rốt cuộc có cơ duyên bên trên tạo hóa hay không cũng không có nói cho La Chấn biết. Không hoàn chỉnh, không thể nào, ta cửu tử nhất sinh, nhiều lần suýt nữa từ bỏ, sao có thể không đầy đủ được. La Chấn sửng sốt, bỗng dưng có chút không cam lòng nói. Điều này thật sự khiến hắn ta có hơi không chấp nhận nổi. Tuy kiếm pháp trước mắt cũng mạnh. Nhưng so với cơ duyên bên trên tạo hóa thì thật sự chẳng là cái gì cả. Và lại, trong bảo điện Thương Long này còn cực kỳ có khả năng xuất hiện tình trạng kẻ thắng làm vua. Một khi có người lấy được cơ duyên bên trên tạo hóa thì có lẽ toàn bộ truyền thừa của mọi người cộng lại cũng kém hơn kẻ đó. Đây chính là kẻ thắng làm vua. Nhưng dù hắn ta có nói gì thì Long Linh đều làm lơ, lạnh lùng đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng. Cảnh tượng ấy cũng xuất hiện trên người đám Tần Lâm, Quân Mộng Trần. Bọn họ cũng vượt qua thử thách, nhưng ai cũng bị báo cho thử thách cũng không được đầy đủ. Trong truyền thừa tương ứng với con mắt Thương Long, cô gái áo tím Bùi Tuyết cũng lấy được một bí thuật cổ xưa, nó khá là khủng bố, với nàng ta thì cũng là hiếm có. Nhưng, nàng ta cũng được báo cho thử thách không hoàn chỉnh. Bùi Tuyết như nghĩ đến gì đó, trầm ngâm hỏi, có người vượt qua được thử thách hoàn chỉnh hả? Có. Sắc mặt Bùi Tuyết hơi đổi, không phải lại là tên kia nữa đó chứ. Trong truyền thừa tương ứng với cái đuôi Thương Long,
Vũ Hạo Thiên dưới sự giúp đỡ của ma linh thần bí đã vượt qua được thử thách đầy đủ. Thực lực càng đột nhiên tăng mạnh trong thử thách, tựa như lời nói lúc trước của ma linh, chắc phải mạnh hơn gấp đôi. Hắn ta đã thành công lấy được truyền thừa thuộc về mình, là một bộ thân pháp khá cao siêu, có thể hóa thành thương long, một cú nhảy đi được 10 dặm, một cái đuôi có thể đánh bị thương anh tài kiệt xuất trong cùng cảnh giới một cách dễ dàng. Có thể công có thể thủ, lui tiến tự nhiên. Ngươi không phải người đầu tiên vượt qua thử thách đầy đủ nên cơ duyên bên trên tạo hóa không liên quan gì đến ngươi hết. Vũ Hạo Thiên vượt qua thử thách đầy đủ, vốn đang tràn đầy tự tin chờ xem cơ duyên bên trên tạo hóa là gì. Nhưng lại không ngờ được, Long Linh lại cho hắn ta một câu như vậy, không liên quan gì đến ngươi hết. Nụ cười trên mặt Vũ Hạo Thiên thoáng chốc cứng đờ, sắc mặt chợt xa sầm, không liên quan gì đến ta. Vậy liên quan đến ai? Không liên quan đến ta, vậy liên quan đến ai? Ban đầu, sắc mặt Vũ Hạo Thiên chỉ hơi âm u đáng sợ, dần dà khóe miệng bỗng giật giật, khuôn mặt anh Tuấn phi phàm lập tức trở nên vặn vẹo. Bởi vì có một cái tên xuất hiện trong đầu hắn ta, đó là Lâm Nhất. Gần như là phản xạ, Vũ Hạo Thiên đã nghĩ đến Lâm Nhất. Thực lực mà tên kia bày ra trên quảng trường Thương Long, nói là mạnh nhất cũng không ngoa. Lúc ấy, hắn ta dám có suy nghĩ ra tay với đối phương, cũng chỉ là thầm cược một lần. Nếu xét về trạng thái đỉnh, hắn ta tự nhận không bằng khi đối phương có được kiếm ý thông thiên. Nếu có ai có thể lấy được cơ duyên bên trên tạo hóa trước hắn ta thì ngoài Lâm Nhất ra, Vũ Hạo Thiên chẳng thể nghĩ ra được ai cả. Nhưng mà, hắn ta thật sự không cam lòng. Tay phải Vũ Hạo Thiên dùng sức nắm chặt lại, cố gắng kiềm nén tâm trạng của mình, nhưng vẫn không thể kiềm chế được khiến cả thanh kiếm run rẩy. Không cam lòng. Thật sự không cam lòng. Hắn ta có ma linh giúp đỡ, có thể nói là cực kỳ tự tin lấy được cơ duyên bên trên tạo hóa. Và lại, trên cả chặng đường cũng y như lời ma linh, hắn ta quả thật đã gặt hái được rất nhiều. Thực lực tăng lên hơn gấp đôi, tu vi đạt tới thiên phách tam trọng thiên đỉnh. Nếu giờ mà Vũ Hạo Thiên gặp phải Lâm Nhất ở trạng thái đỉnh thì hắn ta cũng có lòng tin đánh một trận với đối phương. Hơn nữa, tính cả kiện chí bảo trong tay thì còn có đôi chút phần thắng. Nhưng lại không ngờ được, đến bước cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Không liên quan đến ngươi. Giọng nói lạnh nhạt vô tình của Long Linh tạo thành một sự đả kích khá là to lớn với hắn ta. Khốn kiếp, đã đến bước này rồi mà. Trong mắt Vũ Hạo Thiên tràn ngập vẻ không cam, đã đến bước này rồi lại nói cho hắn ta biết không còn liên quan gì đến mình. Thì chẳng thà ngay từ đầu đừng cho hắn ta biết có thử thách đầy đủ, đừng cho hắn ta hy vọng. Giờ kết quả này đúng là có chút châm chọc. Lại là như thế, thứ thuộc về ta lại bị tên đó nhanh chân đến trước. Vũ Hạo Thiên cười đầy tự giễu, bất kể là vị trí đứng đầu trong quần Long Thịnh Yến, hỏa chủng của huyền hoàng giới hay cơ duyên bên trên tạo hóa thì tất cả đều bị đối phương cướp đi. Tất cả những thứ đó rõ ràng đều là của hắn ta. Đừng lo, dù hắn được cơ duyên bên trên tạo hóa thì chắc chắn cũng chưa kịp tiêu hóa. Hơn nữa, cơ duyên kia cũng chưa chắc dễ lấy như vậy. Có mạng để mà lấy hay không vẫn chưa biết được, lúc này... Người cứ tu luyện tìm hiểu kỹ tạo hóa trong truyền thừa này trước, khiến thực lực tăng lên một bậc. Đợi đến khi hắn đi ra thì mọi thứ sẽ là của ngươi. Giọng nói âm u của ma linh vang lên từ sâu trong lòng Vũ Hạo Thiên, có điều ông ta có vẻ vô cùng cẩn thận, giọng nói mỏng manh nhỏ bé đến cùng cực, đến lúc đó, chẳng những là cơ duyên bên trên tạo hóa, nhật diệu thần quyền trong tay hắn và thanh kiếm táng hoa có lai lịch phi phẩm kia mà cái hộp kiếm thần bí trên người hắn cũng sẽ là của ngươi. Lão Phu đã nói rồi, hắn ba lần không giết được ngươi thì chắc chắn sẽ trở thành bàn đạp dưới chân ngươi. Ngươi cứ coi hắn như kho tàng di động của mình là được. Ánh mắt Vũ Hạo Thiên lóe lên, một lúc sau, sắc mặt mới bình tĩnh lại. Đúng vậy. Trò hay giờ mới bắt đầu, ai có thể cười đến cuối vẫn chưa biết được đâu. Trên con đường thông thiên này, dù ngươi có số kiếp khủng bố, cơ duyên vô số thì suy cho cùng vẫn phải dựa vào nắm tay để nói chuyện. Có thể lấy được cơ duyên bên trên tạo hóa, nhưng chưa chắc nuốt trôi được. Nếu đối phương dám xem nhẹ mình thì mình hoàn toàn có thể tạo cho hắn một niềm vui bất ngờ. Chấm chấm chấm. Xoẹt. Trong truyền thừa tương ứng với trái tim Thương Long, Lâm Nhất xuyên qua màn ánh sáng do hỏa diễm biến thành, đang định bước lên tòa cung điện kia thì trong tầm mắt bỗng xuất hiện một bóng người khổng lồ.
Bóng người đó xuất hiện ở sâu trong màn ánh sáng. Ban đầu chỉ mông lung mơ hồ, không thấy rõ hình dáng, chỉ có thể cảm giác được đối phương có cơ thể lớn đến khoa trương. Lâm Nhất gặp biến không sợ, giang hai tay ra thi triển kim ô cửu biến, cơ thể nhanh như chớp lùi về phía sau. Ầm ầm. Trong lúc hắn nhanh chóng lui lại, trong quầng sáng hỏa diễm kia chợt có tiếng sấm vang lên, vô số luồng sấm sét đan xen. Giữa những tia chớp và lốc xoáy quay cuồng, một con quái vật khổng lồ cũng hiện ra. Bên ngoài cơ thể nó phủ kín vảy rồng, dáng người khổng lồ như núi cao, cứng rắn như tường đồng vách sắt, long uy khủng bố cuồn cuộn ập vào mặt. Thương Long. Lâm Nhất ngây người, có hơi nghi ngờ con quái vật lớn trước mắt chính là Thương Long trong truyền thuyết. Song lại nghĩ không thể nào, nếu là Thương Long thật thì hắn đã chẳng thể nhìn thẳng vào đối phương. Cấp bậc của hai người chênh nhau quá nhiều, dù đối phương cố ý thu bớt khí thế thì với thực lực của hắn e rằng cũng khó mà đến gần. Hắn chỉ có thể đoán kia hẳn là dáng vẻ mà Long Linh biến ra. Lâm Nhất nghĩ vậy thì lo lắng trong lòng dần bình tĩnh lại, đã là Long Linh thì không đến mức đe dọa đến mình. Soạt. Đôi mắt khổng lồ như sao nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt lạnh lẽo không chút tình cảm kia rơi lên người Lâm Nhất tựa như muốn nhìn thấu hắn. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn lóe lên đôi chút khó hiểu. Long Linh thậm chí có chút không thể nhìn thấu Lâm Nhất. Lâm Nhất bị nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, đối phương không khỏi quá lạnh lùng, dù gì hắn cũng đã vượt qua thử thách đầy đủ, vậy mà còn lạnh nhạt như vậy. Nhìn ánh mắt kia mà xem, tràn ngập vẻ nghi ngờ. Nhớ lúc đầu đẩy ra cánh cửa lớn kia. Long Linh cũng rất ít nói, gần như chẳng trả lời câu hỏi của Lâm Nhất mấy, có vẻ rất ghét bỏ. Tuấn Ngộ, hắn không có vấn đề gì hết, đừng dọa cậu bạn nhỏ. Nhưng đúng lúc này, trong không gian chợt vang lên một tiếng cười đầy tang thương. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn sang thì thấy bên cạnh đầu con Thương Long kia có một người đàn ông trung niên áo đen. Ông ta có vẻ ngoài anh Tuấn điển trai, trông rất nho nhã hiền lành khiến người ta cảm thấy thân thiết hơn Long Linh kia rất nhiều. Hắn rất kỳ lạ, trong cơ thể có bí mật mà ta không thể nhìn thấu. Nhưng Long Linh lại có vẻ không chịu từ bỏ, sau khi người đàn ông trung niên áo đen xuất hiện, vẫn hơi khó chịu nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Người đàn ông trung niên áo đen cười nói, ta biết, ngươi lui ra đi. Bí mật trên người hắn khác với những người khác, cũng không đe dọa đến truyền thừa, ngươi cứ yên tâm giấu lớn. Ông ta nói xong. Long Linh vẫn nhìn chằm chằm Lâm Nhất một lúc lâu rồi mới chậm rãi biến mất. Ông là ai? Lâm Nhất nhìn người đàn ông trung niên áo đen bỗng dưng xuất hiện kia, cau mày hỏi. Người đàn ông trung niên ngẫm nghĩ rồi nói, tên của ta hẳn là Giang Linh, song càng có nhiều người gọi ta là Thương Long Chi Chủ. Long Linh ban nãy tên là Tuấn Ngộ, ta xem như một nửa chủ nhân của nó. Đừng khó chịu với nó, trước giờ nó luôn chính trực nên có hơi lạnh lùng. Thương Long Chi Chủ, Giang Linh, chủ nhân Long Linh, sắc mặt Lâm Nhất lập tức trở nên nghiêm túc, dương mắt nhìn về phía đối phương, trong mắt lộ ra sự chấn động. Bao năm trôi qua, cuối cùng cũng có người vượt qua được thử thách hoàn chỉnh. Trước đó, đã có không biết bao nhiêu người chết vì cái thử thách hoàn chỉnh kia. Ngươi xem như người đầu tiên gặp được ta, Thương Long Chi Chủ Giang Linh nở nụ cười, ôn hòa nhìn Lâm Nhất. Lâm Nhất lập tức biết được dưới đáy biển màu đen mênh mông kia không biết đã chìm bao nhiêu tấm da người. Nghĩ lại mà ớn lạnh, sống sống chết chết sống sống. Nói là như thế, nhưng những người tham gia vào thử thách lần này hầu như đều chết hết, chỉ có một mình hắn đi đến đây. Còn những người khác, nếu không vượt qua thử thách hoàn chỉnh thì chỉ có thể thấy Long Linh, chứ không thể khiến người đàn ông trung niên áo đen xuất hiện. Ra mắt tiền bối. Ban nãy đã đắc tội nhiều rồi. Lâm Nhất thôi không nghĩ nữa, chắp tay cúi chào, không dám sơ sót. Thương Long Chi Chủ nhàn nhạt nói, không cần phải cẩn thận vậy, ta cũng chỉ là một luồng tàn hồn thôi. Nếu ngươi đã đến đây, vậy thì cũng là vì truyền thừa nên ta sẽ không nói nhiều nữa. Lâm Nhất lập tức tỉnh táo, trong mắt lóe lên ánh sao, bỗng trở nên vô cùng mong đợi. Nếu người thường đến đây... Long Linh sẽ xuất hiện cho một môn thần quyết luyện thể cấp đế giả, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, Thương Long Chi Chủ Giang Linh ngừng một lát rồi trầm ngâm nói, ngươi lại khác, ngươi đã vượt qua được thử thách đầy đủ, còn có chút nhân quả với Bảo Điện Thương Long nên giờ ngươi có hai lựa chọn. Một, giống như người bên ngoài, nhận lấy thần quyết luyện thể cấp đế giả, sau đó trở về.
Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, khẽ hỏi, vậy còn cái thứ hai? Lựa chọn thứ hai chính là cơ duyên bên trên tạo hóa, nhưng muốn lấy được nó, người phải chấp nhận một thử thách nữa. Một khi thất bại, người cũng sẽ mất đi sự lựa chọn thứ nhất nên hãy nghĩ cho kỹ. Thương Long chi chủ híp mắt, cười mỉm nhìn Lâm Nhất, dường như đã đoán được hắn sẽ chọn cái gì. Không cần suy nghĩ, ta chắc chắn sẽ chọn cái thứ hai. Lâm Nhất vẫn vô cùng bình tĩnh, chẳng hề có chút chần chờ, trầm giọng hỏi, thử thách gì? Đỡ lấy một trường của ta, ta sẽ hạ thực lực của mình xuống bằng cảnh giới của ngươi. Ngươi chỉ cần đỡ được một trường của ta là được, Thương Long chi chủ nhàn nhạt nói. Mí mắt Lâm Nhất khẽ giật, sắc mặt lập tức xa sầm. Đùa gì vậy, đỡ lấy một trường của đối phương không khỏi quá khoa trương rồi. Tuy đối phương chỉ là tàn hồn, còn giới hạn tu vi ngang với cảnh giới của mình, nhưng nghe cái tên của đối phương ở thời thượng cổ đã biết đó chắc chắn là một vị đại năng cực kỳ khủng bố rồi. Cho sử dụng võ kỹ không? Lâm Nhất thử hỏi. Đương nhiên là được, Thương Long chi chủ Giang Linh mặt mày bình tĩnh cười đáp. Lâm Nhất hít sâu một hơi, cau chặt mày, điều này cũng vẫn rất khó. Nếu ngươi không đỡ được một trưởng này, chưa biết chừng sẽ mất mạng đó. Dù sao, cũng là cơ duyên bên trên tạo hóa, muốn lấy thì sao có thể là một chuyện dễ dàng được. Trên gương mặt hiền lành của Giang Linh lần đầu lộ ra vẻ nghiêm trọng, nặng nề nói, đương nhiên, giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp. Nhận lấy thần quyết luyện thể rồi cút xéo là được. Đúng là chẳng chút khách sáo, cái tính cách khó chịu kia của Long Linh quả nhiên là học từ vị chủ nhân này, học hết những cái tinh túy luôn rồi. Lâm Nhất dương mắt nhìn sang thấy khóe mắt đối phương lộ ra đôi chút chế giễu. Xem nhẹ ta hả? E là không được rồi. Trong lòng Lâm Nhất chợt toát ra một chút kiêu ngạo, trầm giọng nói, tiền bối cũng đừng khích ta là một kiếm khách, tốn công đến đây, nào có đạo lý chùn bước. Một trưởng này, Lâm Nhất ta đỡ là được, ta cũng muốn chứng kiến thử xem phong thái của Thương Long chi chủ, có đúng thật với tên tuổi hay không. Ta cũng muốn được nhìn thấy sự oai phong của Thương Long chi chủ, để xem có phải danh xứng với thực hay không. Nghe thấy lời Lâm Nhất nói, trong mắt Thương Long chi chủ Giang Linh lóe lên ánh sáng khác lạ, ông ta nhìn vào mắt Lâm Nhất, trong con ngươi sâu thẳm của đối phương chứa đựng chiến ý ngút trời. Cùng với sự kiêu ngạo và không chịu phục tùng. Giang Linh thoáng ngây người, dường như nhớ đến dáng vẻ của bản thân khi còn trẻ, sau đó chợt nở nụ cười. Vào thời thượng cổ, giai đoạn thịnh thế hoàng kim đó, biết bao nhiêu thiên tài cũng kiêu ngạo như thế, dám thách đấu với cao thủ thế hệ trước. Cho dù danh tiếng của người đó có vang dội đến mức nào. Đó chính là một chữ chiến, là một thời đại khiến người ta thấy tiếc nuối, thời đại kia có rất nhiều bạn cũ của ông ta. Đó là một thời đại khiến người ta dễ cảm thấy thương cảm, nhưng cũng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đối diện trước đại kiếp, dù là bạn hay thù cũng đều đứng cùng một chiến tuyến, chiến đấu không ngơi tay. Mỗi khi đại kiếp đến sẽ luôn có anh hùng xuất hiện đông đảo, còn bây giờ, nếu đại kiếp lại đến, sẽ còn có người ra mặt nữa không? Giang Linh thoáng ngây người, một lát sau mới cười nói, thật thú vị, lão phu cảm thấy thích ngươi rồi đó. Nhưng nếu đã thử thách thì chắc chắn ta sẽ không nương tay, ngươi muốn nhìn thấy phong thái của Thương Long chi chủ là ta, thì ta sẽ cho ngươi được như ý. Oanh! Vừa dứt lời, một uy áp cuồn cuộn đã nổ vang trên người ông ta, một cái đầu vô cùng đáng sợ lập tức bay lên từ sau lưng ông ta. Đó là uy áp Thương Long. Lúc này, trong mắt Lâm Nhất thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, hắn cũng nắm giữ uy lực Thương Long, hơn nữa còn dung hợp với kiếm uy của bản thân, nhưng so sánh với đối phương dường như vẫn có chênh lệch khá lớn. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là Thương Long chi chủ này thật sự cố định cảnh giới ở thiên phách nhị trọng, còn chỉ là sơ kỳ, hoàn toàn thua xa tu vi thiên phách nhị trọng đại viên mãn đỉnh phong của hắn. Tiểu tử, đừng để phải cút thật đấy nhé. Giang Linh cười khẽ, sau đó đánh ra một chưởng, đầu Thương Long sau lưng ông ta lập tức xông tới. Móng vuốt Thương Long. Một tiếng quát vang lên, cái đầu rồng đang gào thét kia biến mất, diễn hóa thành vô số điện quang to lớn. Ngay sau đó, một cái vuốt rồng màu đen lao tới từ không trung, muốn bắt lấy Lâm Nhất. Anh! Vào khoảnh khắc Long chảo xuất hiện, sắc mặt Lâm Nhất lập tức thay đổi. Hắn sợ hãi phát hiện. Không gian này đã bị điện quang bao phủ, vuốt rồng đang vung tới cũng chậm rãi nắm lại, tựa như sức mạnh to lớn trong thiên địa đều đã bị động tác này điều khiển,
bao phủ lên người Lâm Nhất. Không xong rồi. Con người Lâm Nhất co lại, hắn sợ hãi phát hiện thân thể của hắn cũng đang không thể kiểm soát, bị vuốt rồng hút vào. Tầm mắt của hắn bị điện quang vô tận che khuất, không gian này như có một vòng xoáy lôi đình khổng lồ đang liên tục hút hắn về phía vuốt rồng. Lâm Nhất dốc hết sức vẫn không ngăn được sức mạnh to lớn này, cơ thể dần di chuyển về phía vuốt rồng. Đến đây. Trong lúc giằng co, bên tai Lâm Nhất đột nhiên vang lên tiếng hét to, sau đó, tiếng rồng gầm vang vọng xung quanh, chấn động không dứt. Tiếng rồng ngầm lớn đến rung trời khiến khí huyết Lâm Nhất dao động, tim không ngừng đập thình thịch. Cổ họng chợt thấy vị ngọt, sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi, chân nguyên hỗn loạn. Khí thế trên người cũng xuất hiện rất nhiều sơ hở trong khoảnh khắc này. Vụt. Cơ thể hắn rời khỏi mặt đất, bay nhanh như chớp về phía vuốt rồng kia, không gian xung quanh không ngừng chèn ép, khiến xương trong người Lâm Nhất kêu lên rắc rắc. Chết tiệt. Lâm Nhất rơi vào một vùng tối tăm, hắn biết rõ không gian này là do vuốt rồng đang chậm rãi khép lại. Vào khoảnh khắc vuốt rồng khép lại hoàn toàn, cơ thể của Lâm Nhất cũng sẽ bị bóp vỡ. Đây là tác dụng của việc được biển máu đúc lại. Nếu không trải qua lần cường hóa này, khi tiếng rồng gầm vang lên thì thất khiếu của hắn đã chảy máu, vào khoảnh khắc bay lên trời cũng bị chèn ép đến mức vỡ xương. Đây, thật sự chỉ là tu vi thiên phạch nhị trọng thôi ư. Lâm Nhất cảm thấy vô cùng khiếp sợ, sao lại cảm thấy còn mạnh hơn mục tu hàn cảnh giới thiên phách tứ trọng kia gấp mấy lần vậy? Phụt! Lâm Nhất không kịp nghĩ gì thêm, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Tầm mắt trở nên đen kịt. Hắn lập tức hiểu rõ vuốt rồng kia đã khép lại hơn nửa, chẳng mấy chốc sẽ khép lại hoàn toàn. Móng vuốt thương long, đúng là đáng sợ. Nếu còn không nghĩ cách, có lẽ không chỉ đơn giản là bị loại, mà có khi còn phải chết nữa. Nhớ tới vẻ giễu cợt trong mắt thương long chi chủ khi nãy, trong lòng Lâm Nhất dâng lên chiến ý cuồn cuộn. Rất có thể đối phương sẽ giữ lại mạng hắn vào thời điểm mấu chốt, nhưng đến lúc đó, có lẽ đối phương sẽ tỏ vẻ vô cùng khinh thường. Không thể được. Lâm Nhất chống lại áp lực này, sử dụng kiếm ý thông thiên bằng ý chí mạnh mẽ, cổ ấn thần dương trong lòng bàn tay nở rộ, đồng thời còn có kim ô xuất hiện trong cổ ấn này. Quyền kiếm hợp nhất, thần dương toái thiên ấn. Trong nháy mắt, đối diện với sinh tử, Lâm Nhất không kịp rút kiếm. Hắn thi triển chiêu thức quyền kiếm hợp nhất, năm ngón tay siết chặt. Kiếm uy dữ dội diễn hóa thành rồng vần quanh trên cánh tay hắn. Cú đấm đánh ra mang theo kiếm ý thông thiên, kiếm uy thương long, còn có cả thần dương toái thiên ấn, ba thứ hợp nhất, hòa thành một thể bay ra như một thanh kiếm sắc bén. Rắc! Một âm thanh như sông băng vỡ vụn vang lên, trên vuốt rồng xuất hiện một chút vết nứt, sau đó thì có ánh sáng xuất hiện. Keng, keng, keng! Ánh sáng màu vàng vừa xuất hiện tựa như những tia kiếm mang sáng rực. Ánh sáng rực rỡ chói hết cả mắt. Rắc. Sau đó lại có một âm thanh lớn vang lên, tiếng kiếm reo nặng nề vang dội trong thiên địa, một thanh kiếm sắc bén xuất hiện trước mắt Giang Linh, ông ta ngạc nhiên kêu lên một tiếng, kiếm ý thông thiên. Lúc này ông ta cũng mới phát hiện ánh sáng làm móng vuốt thương long nứt ra kia không phải kiếm quang, mà là quyền mang. Quyền kiếm hợp nhất, đúng là thú vị. Lúc này, Giang Linh nở nụ cười. Đương nhiên ông ta có thể nhìn ra, đối phương đã khá thành thục với chiêu thức quyền kiếm hợp nhất này, có thành tựu rất sâu. Nhưng so với kiếm ý thông thiên lóe lên trên người đối phương, dường như chiêu thức quyền kiếm hợp nhất cũng mất đi màu sắc, cũng không quá nổi bật. Có qua mà không có lại thì không lễ phép, ta có một chiêu kiếm, cũng muốn nhờ tiền bối dạy bảo. Nhưng vào lúc Giang Linh muốn chúc mừng đối phương vượt qua được thử thách, lại thấy trên người thiếu niên áo xanh vừa đánh tan móng vuốt thương long lóe lên ánh sáng, mái tóc dài tung bay, giữa chân mày có phong mang dâng trào, kiếm ý cuồn cuộn bay lên trời xanh. Lâm Nhất tiện tay lau khô vết máu trên khóe miệng, siết chặt tay lại, kiếm táng hoa bay ra. Tiền bối thì tiền bối, sát hạch thì sát hạch. Nhưng bị đối phương sử dụng cảnh giới ngang hàng khiến bản thân chật vật như thế, xương cốt trên người suýt vỡ, thất khiếu chảy máu. Lâm Nhất thật sự không thể nuốt trôi cục tức này. Trảm thiên tam kiếm, thanh liên. Lâm Nhất phung tay, rút kiếm khỏi vỏ, sau lưng lập tức có thần thụ thanh tiêu xuất hiện che khuất không trung, vô số cánh hoa tử diên rơi xuống lả tả, rơi xuống mặt hồ rộng lớn được diễn hóa từ kiếm ý thông thiên, tinh quang cũng xuất hiện, vào khoảnh khắc rơi xuống mặt hồ, nó lại nở rộ tựa như hoa sen.
thanh liên, phong lôi như mưa, kiếm khí như hồ, lá rụng thành sen, nước chảy hoa bung nở, một thoáng hóa vĩnh hằng. Dị tượng dữ dội như thế kết hợp với nhau, gần như được diễn hóa ra ngay từ khi rút kiếm. Khi dị tượng hiện lên đến mức độ cao nhất, hình ảnh kia vừa kỳ ảo vừa đẹp đẽ, kiếm quang chém ra gần như vĩnh hằng, trong khoảnh khắc đó, nó còn hiện ra uy năng khiến người khác hết hồn hết vía. Lúc đầu Thương Long chi chủ còn không quá để tâm, nhưng khi dị tượng kia dần hiện rõ, rõ ràng ông ta cũng thay đổi sắc mặt. Oanh! Tu vi của ông ta thoáng chốc phá vỡ những ràng buộc của thiên phách nhị trọng, lên hẳn đến thiên phách tứ trọng đỉnh phong, sau đó, ông ta giơ tay rồi nắm lại. Vụt! Tình huống kỳ lạ xảy ra, chiêu kiếm đáng sợ kia bị ông ta nắm chặt trong tay, trong không trung không hiện lên chút sóng gió nào, tựa như chiêu kiếm khi nãy chưa từng tồn tại vậy. Nhưng dù thế, Thương Long chi chủ vẫn hơi lùi lại một bước mới đứng vững được lần nữa. Lâm Nhất bị tình cảnh đáng sợ này làm giật mình, nhưng sau đó, hắn lại nở nụ cười. Cho dù thế nào, đối phương đã phá vỡ ràng buộc tu vi, cũng coi như hắn đã trút được cơn tức. Tiền bối, đắc tội rồi. Lâm Nhất cất kiếm vào trong hộp, cầm kiếm chắp tay, cười híp mắt nói. Tiểu tử, người đang bắt nạt vì ta không có thân thể đúng không? Giang Linh nắm chặt tay phải vừa bắt lấy kiếm quang của đối phương, xa sầm mặt nhìn Lâm Nhất. Nói với vẻ không vui. Trong bàn tay siết chặt của ông ta dường như có lực lượng rất đáng sợ dâng trào, như chỉ cần mở tay sẽ có sát chiêu nghịch thiên bắn ra. Lâm Nhất tặc lưỡi, hình như hơi quá tay rồi. Lâm Nhất nhìn về phía bàn tay đang siết chặt của đối phương, trong mắt lộ vẻ cảnh giác, sự cảnh giác này là nỗi sợ hãi trước những điều không rõ. Thậm chí Lâm Nhất còn nghĩ, khi đối phương nâng tay, có khi nào ông ta sẽ trả lại cho hắn chiêu kiếm thanh liên này với uy lực mạnh mẽ hơn không? Hắn thật sự không dám nghĩ tới hình ảnh đó. Không thể được nhượng bộ mà còn ra vẻ được. Lâm Nhất bèn chịu thua, cười khẽ nói, làm gì có, sao ta dám bắt nạt tiền bối được, chỉ là luận bàn mà thôi. Nếu thân thể của tiền bối vẫn còn, cảnh giới ngang hàng, ông cũng chỉ cần nhúc nhích một đầu ngón tay là đã chèn ép được vãn bối rồi. Ta có lợi thế hơn quá nhiều. Coi như ngươi biết điều. Sắc mặt Thương Long chi chủ dễ nhìn hơn một chút, bàn tay đang nắm chặt cũng buông lỏng. Vụt. Trong bàn tay có vô số điện quang bay lên như phù du. Nhìn kỹ thì thấy những điện quang dài ngắn khác nhau kia có cánh hoa màu tím, cành lá màu xanh, có kiếm quang, cũng có hoa sen vỡ nát, trông rất chói mắt. Thế mà cũng được à? Lâm Nhất nheo mắt ngạc nhiên. Hoàn toàn không ngờ sẽ là kết quả như thế. Đúng là khó tin. Chiêu kiếm có thể xem là mạnh nhất của hắn sau khi bị đối phương bắt lấy lại diễn hòa thành rất nhiều dị tượng lôi điện. Hơn nữa rõ ràng lôi điện kia đều là từ ý cảnh của hoa sen xanh, nói cách khác, nếu đối phương muốn đánh trả hắn một kiếm thì hoàn toàn có thể làm được. Còn nhiều chuyện ngươi không biết lắm. Thấy thái độ đó của Lâm Nhất, trên mặt Thương Long chi chủ hiện lên ý cười. Thật ra khi nãy ông ta cũng không tức giận cho lắm. Chỉ là chịu thiệt thòi trước Lâm Nhất cho nên nét mặt không được dễ nhìn cho lắm, hơi mất mặt mà thôi. Nhớ đến sự oai phong của ông ta năm đó, tuy bây giờ chỉ là tàn hồn, nhưng cũng chưa đến mức phải chịu thiệt thòi như thế trong tay tiểu bối. Một chiêu kiếm đâm tới đã khiến ông ta phải nâng cao tu vi, đây là tình cảnh hoàn toàn không ngờ tới. Nhưng sâu trong lòng ông ta cảm thấy phần nhiều là mừng rỡ. Bảo điện Thương Long, cuối cùng cũng đợi được người ông ta muốn đợi rồi. Tiểu tử, đừng nhìn nữa. Thương Long chi chủ phất tay, rất nhiều dị tượng tan đi, đợi đến khi Lâm Nhất lại chú ý đến mình, ông ta cười nói, cũng đến lúc cho ngươi cơ duyên trên tạo hóa rồi, hôm nay cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện, có một kết thúc viên mãn. Lâm Nhất tỏ vẻ kinh ngạc, cơ duyên trên tạo hóa thật sự sắp đến rồi. Rất nhiều người đều biết Bảo Điện Thương Long có thể tồn tại cơ duyên trên tạo hóa. Nhưng chưa đến thời khắc cuối cùng, không tận mắt nhìn thấy, thì không ai có thể chắc chắn được. Dù sau khi mấy người nhóm La Trấn qua được thử thách, Long Linh cũng không nói rõ những người này có được cơ duyên trên tạo hóa hay không. Bây giờ Thương Long chi chủ lại muốn ban cho Lâm Nhất cơ duyên trên tạo hóa. Cho dù bình thường hắn có bình tĩnh đến mấy thì bây giờ tim cũng không nhịn được đập thình thịch. Trong mắt khó giấu vẻ mừng rỡ. Một lúc lâu sau đó, Lâm Nhất mới bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
Thương Long chi chủ giang tay, một hộp báu vật dài bằng nửa cánh tay xuất hiện. Dưới nét mặt ngạc nhiên của Lâm Nhất, hộp báu vật tự mở ra, một khúc xương màu đen xuất hiện trước mắt Lâm Nhất. Ở giữa khúc xương có những hoa văn tự nhiên màu tím đậm, trong mắt Lâm Nhất lập tức lộ vẻ cảnh giác. Những hoa văn này rất giống với thần văn mà hắn từng tiếp xúc, nhưng cũng có điểm không giống. Đồng thời, lòng uy bá đạo cổ xưa cũng dâng lên từ trong đoạn xương, đồng thời trong uy áp còn tồn tại một khí thế vương giả rất cuồng bạo. Đây là xương rồng. Lâm Nhất không khỏi hô khẽ một tiếng, trong mắt lộ vẻ vô cùng rung động. Đây là xương rồng thật, khác hoàn toàn với những yêu thú long huyết kia, không cùng một đẳng cấp. Đây là xương của một con rồng thật để lại, không thể nào suy tính được giá trị của nó, hoa văn tự nhiên trên xương cũng chứa đựng đại đạo cực kỳ thâm sâu. Chỉ cần lĩnh ngộ một chút sẽ có cơ hội trở thành cao thủ tuyệt thế, cao thủ hái trăng bắt sao, lời nói quyết định sơn hà. Thương Lâu chi chủ cất giọng nặng nề, nói đúng hơn phải gọi là bảo cốt thương long, bảo cốt do một con vua thương long để lại. Khác với hài cốt của những con rồng khác, đoạn xương rồng này vẫn còn sống, có thể sinh ra tinh hoa máu rồng, bồi bổ cho thân thể đúc lại. Một bộ bảo cốt thương long. Hay nói đúng hơn là một bộ bảo cốt do thương long vương lưu lại, đây chính là cơ duyên trên tạo hóa ư. Trái tim vốn đã loạn nhịp của Lâm Nhất lại càng điên cuồng nảy lên, tuy nhiên, nên tận dụng nó như thế nào cho tốt thì hắn vẫn chưa nghĩ ra được. Luyện thành đạo binh. Nấu thành tiên dược. Tham ngộ thần văn. Suy nghĩ trong đầu Lâm Nhất như điện xẹt, có cảm giác bất kể thế nào đều mang đến cho hắn chỗ tốt. Nếu luyện thành đạo binh thì không quá rắc rối, chỉ cần dung hợp với tử diễm lôi hoàng của hắn là được, sẽ có khả năng rất lớn phá tan gông cùm đạo binh. Nếu nấu thành tiên dược thì một khi ăn vào, e rằng sẽ đạt được đủ loại tạo hóa, thậm chí một bước lên trời, tự dưng có được mấy trăm năm tu vi cũng nên. Còn về phần vân lộ thiên nhiên thì không cần phải nghĩ, ít nhất cũng là thần văn hoàn chỉnh. Thân là huyền sư tam phẩm, Lâm Nhất hiểu rất rõ nắm giữ được một thần văn hoàn chỉnh sẽ đạt được thủ đoạn kinh người như thế nào. Hơn nữa, là một thần văn thiên nhiên được sản sinh từ bảo cốt của Thương Long Vương, e rằng lực lượng ẩn chứa trong nó đủ để sánh ngang với uy năng của bản thân Thương Long Vương. Với tất cả những điều đó, nói thứ này là cơ duyên trên tạo hóa sợ rằng còn chưa đủ. Trước đó ngươi đã tu luyện chiến thể Thương Long, nếu không muốn dung hợp bộ cốt này thì đúng là có chút phiền phức đấy, xem ra ngươi thật sự là người mà ta chờ đợi, Thương Long chi chủ nhìn Lâm Nhất với vẻ mừng rỡ, ung dung nói. Lâm Nhất đang mãi suy nghĩ, nghe nói, hắn khẽ gật đầu, lúc ban đầu, hắn cũng không để ý lắm, nhưng đến khi chính thức nghe rõ lời của đối phương thì trong mắt hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc, sắc mặt lập tức thay đổi, không kiềm được nói một cách hoảng sợ, dung hợp bộ cốt này. Đúng vậy. Giang Linh gật đầu nói, dung hợp bộ bảo cốt thương long này thì mới có cơ hội vùng lên ở phương đại thế kia, tranh phong cùng thiên kiêu cái thế. Lâm Nhất đã suy nghĩ rất nhiều phương pháp để tận dụng bảo cốt thương long, nhưng chưa từng nghĩ đến cơ duyên chính thức lại là dung nhập nó vào cơ thể mình. Cơ duyên trên tạo hóa đều ở trong đó, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Sắc mặt thương long chi chủ bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ông ta vẫy tay, kéo cả người Lâm Nhất qua. Lực lượng to lớn kia khiến Lâm Nhất hoàn toàn không có cách chống cự, không đợi hắn kịp phản ứng, ông ta đã chộp lấy bảo cốt thương long, ánh sáng tím như ngọc tỏa ra từ bảo cốt, hào quang ngày càng sáng chói, cho đến cuối cùng, Lâm Nhất không cách nào mở mắt ra được. Kiên trì một chút, trong quá trình dung hợp long cốt, người sẽ đau đớn không chịu nổi. Thương long chi chủ thoáng nhắc nhở một câu. Sau đó không nói gì thêm mà dùng long cốt đâm vào ngực Lâm Nhất. Á! Lâm Nhất lập tức hét thảm một tiếng, ngực của hắn bị đâm rách, máu tươi chảy đầm đìa, ào ào tuôn như thác đổ. Thình thịch! Vết thương kia cực lớn và dữ tợn, thậm chí từ bên ngoài có thể nhìn thấy trái tim đang đập, long cốt sáng chói mắt trong tay Giang Linh cứ thế dung nhập vào trong một cách vô cùng bạo lực thông qua lỗ hổng trên ngực Lâm Nhất. Răng rắc! Sau khi tiến vào cơ thể, long cốt cứng rắn hệt như thần vật viễn cổ bắt đầu dung hợp, như máu tươi tràn vào, từ từ xâm nhập vào xương sườn trước ngực Lâm Nhất, còn chưa dung hợp được một tấc thì xương sườn vốn nguyên vẹn đã bị nghiền thành bụi phấn. Cảm giác đau đớn do xương vỡ hoàn toàn khác với trước kia, cực kỳ khác, đó là loại đau đớn được phóng đại gấp 10, gấp 100, thậm chí là gấp ngàn lần.
Nỗi đau này chạm đến linh hồn, khiến Lâm Nhất luôn ở trong trạng thái thanh tỉnh và cảm nhận được sự tra tấn trước nay chưa từng có, so với đau đớn xương cốt vỡ vụn mà hắn đã trải qua ở nơi tận cùng của đại dương đen còn mạnh hơn gấp trăm lần. Long văn tử điện khác trên bề mặt da hắn cũng liên tục nhúc nhích, dường như chúng bị một luồng sức mạnh to lớn nào đó dẫn dắt nên đã dũng mãnh lao đến long cốt trước ngực. Điện quang lập lòe, long văn tử điện không ngừng rót vào đó. Cùng lúc đó, năng lượng cuồng bạo từ trong long cốt cũng lan ra khắp tứ chi bách hài và lục phủ ngũ tạng của Lâm Nhất. Luồng lực lượng cực kỳ bạo lực kia đang sôi trào, mặc dù bị thương long chi chủ khống chế, nhưng nó vẫn như mũi dùi không chút kiêng nể gì chọc vào. Đau đớn từ ngực lan khắp toàn thân, Lâm Nhất đau đến mức suýt ngất đi, nhưng ngay một giây sau đó, hắn sẽ lại bị đau đớn làm bừng tỉnh. Ầm ầm. Dường như sau khi tiến vào, tốc độ dung hợp của long cốt đột nhiên nhanh hơn, lôi quang khủng bố bắn ra từ trong mỗi một lỗ chân lông trên người Lâm Nhất. Thương long chi chủ buông tay ra, rồi lui về sau một bước. Ở đằng kia, sau khi lượng cuồng bạo và mãnh liệt dần lắng xuống, thân thể Lâm Nhất vô thức lơ lửng giữa không trung, từng lỗ chân lông bắn ra lôi quang kinh người, tóc dài điên cuồng bay loạn trong gió, cả khuôn mặt hắn đã đau đến mức vặn vẹo. Xoẹt, xoẹt. Vết thương trước ngực Lâm Nhất từ từ khép lại, cùng với trái tim gõ nhịp, huyết khí hùng hậu bùng nổ khắp cơ thể hắn. Lôi long như ẩn như hiện vần quanh thân, phong lôi gào thét không ngừng, uy lực thương long trên người hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong trạng thái cuồng bạo bực này, Lâm Nhất có thể cảm nhận được vô số tin tức từ trong bảo cốt thương long đang điên cuồng tràn vào đầu hắn. Đến cuối cùng, trong đầu hắn diễn hóa một biển lôi minh mông vô tận, có chữ cổ hiển hiện trong đó. Thương long thánh thiên quyết. Năm chữ cổ dường như được lôi quang bất diệt từ cổ chí kim đúc thành, ẩn chứa uy áp to lớn mà hào hùng. Giống. Lâm Nhất lơ lửng giữa không trung phát ra tiếng gầm giận dữ như rồng ngâm, làm chấn động bốn phương. Trước ánh nhìn chăm chú của thương long chi chủ, Lâm Nhất bị lôi quang sáng chói bao phủ, toàn thân phát ra hơi thở cực kỳ thô bạo. Trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của hắn, thỉnh thoảng bề mặt da vỡ ra rồi nhanh chóng khép lại. Bóng dáng giữa ánh sáng lóng lánh kia đang liều mạng kêu gào, có vẻ như đang phải chịu đựng một cơn đau vô cùng dữ dội. Sâu trong mắt Giang Linh lóe lên tia lo lắng. Dù sao thì đây cũng là bảo cốt từ một con thương long lưu lại, với thân thể của Lâm Nhất, muốn dung hợp nó hoàn toàn quả thật có hơi miễn cưỡng. Nếu không cẩn thận, có thể lực lượng cuồng bạo kia sẽ khiến hắn trực tiếp nổ chết. Nếu không phải Lâm Nhất đã từng tu luyện chiến thể thương long, trên người lại mang long văn tử điện thì ít nhất phải đạt đến cảnh giới tinh quân mới có thể miễn cưỡng dung hợp. Nhưng dù là vậy thì vẫn vô cùng hung hiểm. Thương long chi chủ làm vậy cũng bởi tình thế bất đắc dĩ, ông ta đã đợi quá lâu rồi, đã có rất nhiều người chết trong biển lôi, lại không biết có bao nhiêu người có thể thông qua toàn bộ khảo nghiệm, phải nói là ông ta chưa từng thấy một ai cả. Vất vả lắm mới có một người, lại còn có cá tính nữa chứ, nên dù là mạo hiểm thì coi như cũng đáng. Khoảng nửa ngày sau, thân thể Lâm Nhất trong lôi quang cuồng bạo bắt đầu sản sinh ra 9 sợi long văn. Nó khác với những long văn trước đó, 9 sợi long văn mới sinh này ánh lên sắc tím vàng, duệ khí từ chúng hệt như thần binh lợi khí có thể đâm thủng hư không, đáng sợ không khác gì chiến mâu viễn cổ. Thình lình, một luồng uy áp vương giả bộc phát. Chúng không giống 9 sợi long văn, mà như 9 long ảnh khắc lên đó, phát ra thánh quang chấn nhiếp nhân tâm. Đã thành. Trong mắt thương long chi chủ lóe lên tia hưng phấn, khó giấu nổi kích động. Một tiếng bịch vang lên, Lâm Nhất đang lơ lửng giữa không trung trong trạng thái vô thức đột nhiên rơi xuống đất, hắn quỳ một chân xuống để chống đỡ thân thể, tựa như một con hung thú viễn cổ đang dồn sức chờ phát động công kích. Đôi mắt vốn đang khép chặt của Lâm Nhất từ từ mở ra, hắn ngơ ngác đánh giá cơ thể mình, một lát sau mới lấy lại bình tĩnh. Khi siết chặt năm ngón tay, một luồng sức mạnh dường như đến từ hồng hoang bỗng chốc từ bảo cốt trước ngực bùng phát, loại sức mạnh kia chấn động hệt như núi thở biển gầm. Cái này! Lâm Nhất líu lưỡi, hiển nhiên, hắn đã bị sức mạnh này làm kinh ngạc quá độ. Quá mạnh mẽ! Hắn cảm giác rất rõ lúc này bản thân mạnh hơn trước rất nhiều, không chỉ thân thể có biến hóa, dưới sự thôi thúc của bảo cốt, ngay cả chân nguyên cũng ẩn chứa uy áp thương long, mang theo khí tức vương giả chấn nhiếp thiên hạ. Mắt Lâm Nhất lóe sáng, thương long thánh thiên quyết này có điểm giống với chiến thể thương long trước đó,
cũng đều là thần quyết luyện thể. Nhưng chênh lệch giữa chúng lại hệt như một cái lạch trời, cái trước mang đến diệu dụng vô biên, hiển nhiên, không chỉ tăng cường thân thể. Mà dù chỉ so thân thể thì với tin tức ẩn chứa trong bảo cốt, một khi tu luyện Thương Long Thánh Thiên Quyết đến đỉnh phong, thân thể có thể mạnh ngang với Thánh Long chân chính. Thậm chí là vượt trội hơn, bởi vì bộ bảo cốt này không đến từ Thương Long bình thường, mà là Thương Long Vương. Hiện tại, Lâm Nhất chỉ mới lĩnh hội được ra lông, 9 sợi long văn tử kim trên người hắn, nói chính xác hơn là Thánh Văn Tử Kim đã mạnh hơn rất nhiều so với 100 sợi long văn tử điện lúc trước. Đây cũng là cơ duyên trên tạo hóa của Bảo Điện Thương Long. Thương Long chi chủ nhìn thiếu niên vì hưng phấn quá độ mà đã có hơi ngơ ngác, khẽ cười nói. Lâm Nhất hoàn hồn, chợt nghĩ ra cái gì đó, liền cười nói, tiền bối, cơ duyên trên tạo hóa cũng đã cho ta, thôi thì tặng thêm ít quà nữa đi. Móng vuốt Thương Long kia có thể tiện tay giao cho ta luôn không? Tuy rằng Lâm Nhất đã dùng một quyền đánh tan thủ đoạn khiến mình thê thảm kia, nhưng hầu hết đều là lợi ích từ kiếm ý thông thiên. Nếu không có kiếm ý thông thiên thì dù hắn có bản lĩnh bằng trời cũng không cách nào vượt qua khảo nghiệm này. Thương Long chi chủ thoáng sững sờ, rồi bật cười ha hả, trầm giọng nói, nếu ngươi muốn học thì ta sẽ dạy ngươi, tuy nhiên, móng vuốt Thương Long này không phải món quà nhỏ đâu, trước là ta thả ngươi đấy, nếu không, dù là kiếm ý thông thiên thì cũng chưa chắc có thể trấn vỡ được nó. Sao hả, có vẻ như tên nhóc nhà ngươi không tin hử, nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Lâm Nhất, Thương Long chi chủ mỉm cười và nói, nếu không tin thì có thể thử lại lần nữa. Lâm Nhất vội vàng nói, không cần, không cần. Hắn không muốn trải nghiệm cảm giác kia thêm lần nữa đâu. Trước đó nói rằng muốn thưởng thức phong thái của đối phương một phen, giờ tỉnh táo ngẫm lại thì hình như mình có hơi lỗ mãng rồi. Cũng may Thương Long chi chủ không thèm chấp nhặt với hắn. Coi như tên nhóc nhà ngươi cũng thức thời đấy, ta có rất nhiều cách để tóm lấy ngươi, Thương Long chi chủ hừ lạnh một tiếng, nói với giọng điệu hài lòng. Lâm Nhất cười ngượng. Tính tình của vị tiền bối Thương Long chi chủ này cũng là kiểu, ngoài lạnh trong nóng. Không nói nhiều với ngươi. Thương Long chi chủ trầm ngâm nói, móng vuốt Thương Long ở thời thượng cổ còn có một cái tên khác, được xưng là Thương Long Toái Tinh Thủ, tu luyện đến cảnh giới trí cao, muốn nghiền nát ngôi sao cũng không phải chuyện gì quá khó. Nó yêu cầu đồng thời nắm giữ lực lượng phong lôi, và phải là người thân mang uy lực Thương Long, cho nên nhập môn của môn võ kỹ này rất cao. Không phải ai cũng có thể tu luyện được. Lâm Nhất tỏ vẻ chăm chú, cẩn thận lắng nghe, không dám bỏ sót bất kỳ câu chữ nào. Nó cần phải phóng thích lực lượng lôi đình trước, rót đầy toàn bộ không gian, rồi sau đó lại rót lực lượng cuồng phong vào, để lôi đình hình thành vòng xoáy mạnh mẽ trong một khoảnh khắc. Vòng xoáy này phải vô hình ngũ sắc mới xem là thành công, nếu không rất dễ bị nhân tài kiệt xuất khác phát hiện sơ hở. Nhìn cho kỹ, ta chỉ thi triển một lần. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu phải xem vận mệnh của ngươi. Vẻ mặt Thương Long chi chủ không đổi, long uy hùng hậu bùng nổ, một cái đầu Thương Long cực lớn từ từ hiển hiện sau lưng ông ta. Bởi vì biểu diễn nên động tác của ông ta khá là chậm, Lâm Nhất có thể xem rất rõ. Trước tiên dùng long uy giam cầm một khoảng không gian, đợi đến lúc đối thủ phản kháng, lại dùng ý chí lôi đình ra cố lực giam cầm kia, kế đó, cuồng phong bắt đầu khởi động. Lực lượng phong mạnh mẽ rót vào dung hợp hoàn toàn với lôi đình, ngay sau đó, một vòng xoáy cực mạnh bắt đầu điên cuồng xoắn lấy khoảng không gian kia. Hóa ra là kéo qua như vậy. Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, ban đầu là giam cầu, kế đó là quá trình kéo đi. Sao nào, nhìn rõ chưa? Sau khi biểu diễn hoàn tất, Thương Long chi chủ mỉm cười. Cũng được. Lâm Nhất không dám nói chắc. Hắn cảm thấy dường như cũng không khó như trong tưởng tượng. Vậy ngươi đến thử một phen xem nào, bản thân ngươi nắm giữ kiếm uy Thương Long, lại dung hợp bảo cốt Thương Long, có lẽ luyện tập nửa ngày thì, miễn cưỡng thành công, Giang Linh nói, đồng thời ban cho Lâm Nhất tâm pháp móng vuốt Thương Long. Lâm Nhất nhớ kỹ tâm pháp, sau khi mặc niệm một lần, hắn đã thuộc lòng. Hắn nhắm hai mắt lại, không vội đi tu luyện mà bắt đầu hồi tưởng lại hình ảnh lúc Thương Long chi chủ biểu diễn. Lâm Nhất ngộ tính kinh người, có bản lĩnh đã thấy sẽ không quên, trong tình huống tiền bối Giang Linh thi triển với tốc độ chậm, hắn đã nhớ được toàn bộ chi tiết một cách tỉ mỉ. Ngoài ra, Lâm Nhất còn hồi tưởng cảnh tượng khi bản thân giao đấu với chiêu này lần đầu. Kết hợp hai hình ảnh một nhanh một chậm này,
sau đó lại tìm hiểu tâm pháp móng vuốt thương long, đủ loại ý nghĩ xẹt qua trong đầu hắn, chẳng mấy chốc, Lâm Nhất đã nắm giữ điểm mấu chốt trong đó. Sau nửa khắc, Lâm Nhất mở mắt, trong mắt lóe tinh quang. Nắm chắc rồi hở, thương long chi chủ cười mà không cười nhìn đối phương. Mới đó mà đã vội muốn thử rồi à, đợi lát nữa ắt sẽ có trò hay để xem. Tu luyện móng vuốt thương long cũng khá là kích thích đấy. Một chút. Lâm Nhất thôi thúc tâm pháp, vận chuyển hai đại khí hải trong chân nguyên, đồng thời phóng thích uy lực thương long. Khác với thương long chi chủ, long uy của Lâm Nhất còn ẩn chứa kiếm uy cực kỳ sắc bén và ác liệt. Vâng, đây chính là ưu thế của riêng hắn. Giam cầm. Dưới sự áp bức của kiếm uy thương long bực này, khoảng không gian trước mặt Lâm Nhất lập tức bị giam cầm, tình huống còn thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng. Lâm Nhất nhếch miệng cười, nhưng ngay lúc này, có biến cố phát sinh. Đường vân màu vàng khắc trong bảo cốt thương long trước ngực hắn chợt phát ra hào quang sáng chói, có lực lượng hùng hậu lan tràn khắp toàn thân. Ngay lập tức, đầu thương long khổng lồ sau lưng Lâm Nhất mở mắt, hai mắt bắn ra thần quang màu vàng cực kỳ chói mắt. Trong một khoảnh khắc, long uy điên cuồng tăng vọt, uy năng của nó dường như khiến thân thể Lâm Nhất căng đến mức muốn vỡ ra, đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng được. Việc này, Lâm Nhất quá sợ hãi, hiển nhiên hắn không ngờ bảo cốt thương long sẽ tự động thúc dục, khiến long uy của bản thân đạt đến tình trạng khiến người ta sợ hãi. Trong mơ hồ, sau uy lực thương long mà võ giả cảnh giới thiên phách tầng thứ hai như Giang Linh phóng thích còn mạnh hơn gấp mấy lần. Tất cả đều là công lao của bảo cốt trước ngực. Giống, chấm than. Tiếng rồng ngâm vang vọng khắp bốn phía, toàn bộ cung điện bắt đầu rung lắc bởi long uy do Lâm Nhất phóng thích. Đây chỉ là mới bắt đầu. Nhìn thấy dị tượng như thế, thương long chi chủ lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ, mà chỉ nhếch miệng cười thản nhiên. Lâm Nhất bất chấp vẫy tay, chín sợi long văn tử kim trên bề mặt thân thể lập tức lan đến lòng bàn tay. Phút chốc. Lòng bàn tay bộc phát lôi quang, cuồng phong gào rú, một lần nữa gia cố long uy kinh người, khiến nó càng thêm cô đọng, hoàn toàn giam cầm một khoảng không gian. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia mừng rỡ, lúc trước hắn còn lo lắng lực lượng phong lôi của mình không đủ, không ngờ chín sợi long văn tử kim này lại ẩn chứa lực lượng hùng hậu như thế. Móng vuốt thương long. Hắn liền quát to một tiếng, năm ngón tay siết chặt. Trong tiếng nổ kinh thiên, khoảng không trước mắt trực tiếp bị Lâm Nhất bóp vỡ, sóng khí lan tràn ra bốn phía, tạo thành từng đợt chấn động trong không khí, chấn động hiển hiện ánh sáng tím vàng, mang theo lực lượng cuồng bạo cực kỳ đáng sợ. Thật mạnh! Cùng một kiểu võ kỹ, thương long phần thiên thủ cùng móng vuốt thương long hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Một cái là trời, một cái là đất, khác nhau một trời một vực, chênh lệch thật sự quá lớn. Có tia sáng vụt qua trong mắt Lâm Nhất, hắn mỉm cười. Khẽ nói, không biết ai sáng tạo môn bí thuật này, dường như nhập môn cũng không cao như vậy. Là ta, thương long chi chủ sầm mặt, nói với giọng điệu không vui. Nghe thế, Lâm Nhất có hơi xấu hổ, ngượng ngùng nói, uy lực của bí thuật này quả thật rất đáng sợ, trước đó tiền bối không hề lừa ta, nếu không phải ngài nương tay, kiếm ý thông thiên chưa hẳn có thể trấn vỡ nó. Đương nhiên, đó là tình huống không rút kiếm. Còn nếu táng hoa ra khỏi vỏ thì khó mà nói được. Thương long chi chủ lạnh mặt nói, người cũng chỉ chiếm được lợi ích từ bảo cốt thương long mà thôi. Miệng thì nói vậy nhưng từ tận đáy lòng, ông ta khó giấu nỗi rung động. Ngộ tính và thiên phú của Lâm Nhất đã khiến ông ta bị đả kích, theo như dự đoán của thương long chi chủ, dù có bảo cốt thương long thì ít nhất cũng phải mất nửa ngày, đối phương mới có thể miễn cưỡng nắm giữ được môn võ kỹ này. Nào ngờ chỉ mới nửa khắc mà tên này đã nắm giữ được cảnh giới cực cao, hoàn toàn có thể sánh ngang với ông ta. Bảo cốt thương long. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường, nghĩ đến lúc thôi thúc bảo cốt thương long vừa rồi, lực lượng đáng sợ tràn ngập khắp cơ thể, hắn cũng có hơi sợ. Không ngờ trong bảo cốt già cỗi này lại ẩn chứa một đoạn thần văn tự nhiên hoàn chỉnh, ẩn chứa áo nghĩa phong lôi cực kỳ cao thâm. Khối bảo cốt này do thương long vương lưu lại đấy. Ngày sau sẽ có cơ hội trở thành đại đạo chi vân, thương long chi chủ nhìn về phía Lâm Nhất, thoáng dừng lại một chút rồi lại trầm ngâm nói, tuy nhiên, ngươi sẽ không dễ khống chế khối bảo cốt thương long này, suy cho cùng thì tu vi của ngươi vẫn quá thấp, nhìn lòng bàn tay ngươi đi. Lâm Nhất nhìn vào lòng bàn tay phải của mình,
chỉ thấy trên bề mặt da đã xuất hiện những vết nứt rỉ ra máu. Khí lực khí huyết trong thân thể hắn tràn đầy, nhưng mỗi lần muốn phục hồi thì dường như luôn có một luồng sức mạnh ngăn cản. Hiểu chưa, vết thương do bảo cốt để lại có lực lượng thần văn, kẻ địch không thể phục hồi một cách đơn giản, và chính ngươi khi bị bảo cốt làm bị thương cũng giống như thế, Thương Long chi chủ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Nhất, khẽ cười nói. Lâm Nhất nói với vẻ bất đắc dĩ, vậy chẳng phải ta không cách nào sử dụng được à, sử dụng một lần liền khiến bản thân bị thương. Thương Long chi chủ thản nhiên nói, đối với bảo cốt, ngươi vẫn chỉ là đứa trẻ, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương chính mình. Sau khi thuần thục, nắm giữ được điểm mấu chốt trong đó sẽ hiểu, tu luyện Thương Long Thánh Thiên Quyết chính là khống chế điểm mấu chốt đó, ngươi chớ vội vàng quá là được. Thì ra là thế. Lâm Nhất yên lòng, cười nói, tiền bối, ta đã học được móng vuốt Thương Long rồi, hẳn là trong bảo điện Thương Long vẫn còn kiếm pháp. Ta cũng không tham lam, chọn đại một môn kiếm pháp cấp đế giả là được, đương nhiên, nếu có kiếm pháp trên tạo hóa, ta cũng không để ý lắm đâu. Thương Long chi chủ liếc nhìn Lâm Nhất, cười khẩy, ta nhìn rõ rồi, tên nhóc nhà ngươi cũng chỉ giả thanh cao mà thôi, thực chất là tên mặt dày, còn dày hơn ta năm đó. Võ học tạo hóa cấp đế giả có thể tùy tiện đưa ngươi được à? Ngươi không biết những người khác muốn thông qua khảo nghiệm, lấy được võ học tạo hóa cấp đế giả có bao nhiêu khó khăn hử? Lâm Nhất cười nói, có hay không? Ngươi thật sự muốn? Thương Long chi chủ trợn to mắt. Ông ta phát hiện mình đã đánh giá thấp độ dày da mặt của đối phương. Lâm Nhất sờ mũi, bất đắc dĩ mỉm cười, hình như đúng là có chút quá đáng. Miễn bàn. Thương Long chi chủ khoanh hai tay trước ngực, lần này rõ ràng rất kiên quyết. Không phải ông ta không muốn cho Lâm Nhất, chỉ là quy tắc ở đó, muốn lấy được truyền thừa thì phải thông qua khảo nghiệm tương ứng. Huống hồ có một vài truyền thừa không phải ông ta để lại. Tuy rằng những người đó đã không còn nữa, nhưng quy tắc vẫn không thể phá vỡ. Thấy Lâm Nhất lộ ra vẻ mặt ủ rũ, Thương Long chi chủ như có điều suy nghĩ. Ông ta cũng biết Lâm Nhất là kiếm khách, rất khát cầu kiếm pháp cấp đế giả, không phải cố ý tỏ ra như vậy. Xem ra ngươi chưa thật sự nắm được sự ảo diệu của quyền kiếm hợp nhất. Thương Long chi chủ dứt khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười nói. Ông có ý gì? Lâm Nhất không hiểu hỏi. Ngươi có thể vung quyền như kiếm, để quyền pháp và kiếm ý dung hòa, vì sao không thể dùng kiếm pháp diễn hóa ra chân ý của Nhật Diệu Thần Quyền, Thương Long chi chủ thản nhiên nói. Trong đầu Lâm Nhất ầm một tiếng, có tiếng nổ như sấm sét, chuyện này, hắn thật sự chưa nghĩ tới. Cái này thật sự có thể sao? Nếu ngươi không tu luyện Nhật Diệu Thần Quyền đến hóa cảnh thì đương nhiên không được. Nhưng nếu nắm được chân ý trong đó thì sao lại bị trói buộc bởi sự phân chia quyền kiếm, càng đừng nói tới ngươi đã nắm được sự huyền diệu của quyền kiếm hợp nhất từ sớm. Rõ ràng trên người có bảo tàng, cần gì phải cầu người khác. Thương Long chi chủ mỉm cười, nhắc nhở Lâm Nhất. Đa tạ tiền bối. Một lúc lâu sau Lâm Nhất mới sực tỉnh, nói vô cùng trịnh trọng. Không cần đa tạ, ngươi nhận truyền thừa của ta hành tẩu ở thế gian. Ta cũng hy vọng ngươi làm dạng danh ta, Thương Long chi chủ nói tiếp, đương nhiên, ta cũng không muốn ngươi ngã xuống quá sớm. Ta không thể làm người hộ đạo cho ngươi, chỉ có thể để lại một bộ chiến y. Sau này có lão quái nào không tuân thủ quy tắc muốn giết ngươi, ngươi hãy dùng chiến y của ta, để cho kẻ đó biết thế nào là thủ đoạn của Thương Long chi chủ. Giọng nói của Thương Long chi chủ nhẹ nhẹ, nhưng bá khí và sát ý tỏa ra trong lời nói vẫn khiến Lâm Nhất giật mình. Một bộ chiến y có thể chạm được lão quái. Lời nói của Thương Long chi chủ khiến Lâm Nhất vô cùng kinh ngạc, chiến y như thế nào mà lại có uy lực mạnh đến vậy? Bộ chiến y này tên là chiến y thương khung, thời thượng cổ nó có uy lực rất lớn, không cần người dùng có thực lực mạnh mẽ thế nào, người bình thường mặc bộ chiến y này vào cũng có thể có được chiến lực vô biên, tung hoành tám phương. Thương Long chi chủ ung dung nói, nhưng đại chiến năm xưa khiến căn nguyên của nó bị hư tổn. Không thể hoàn hảo như xưa. Ta phong ấn nó vào trong cơ thể ngươi, khi nào sinh mạng của ngươi gặp nguy hiểm, nó sẽ tự động giải phong. Soạt. Dứt lời, Thương Long chi chủ vẫy tay, ánh sáng lóe lên giữa hư không. Một chiếc áo dài màu xanh lơ xuất hiện ở trước mặt Lâm Nhất. Chiếc áo nhìn không có gì đặc sắc, không có chỗ nào khiến người ta chú ý đến. Nó treo lơ lửng trước mặt, giống như một bóng người. Đây là chiến y thương khung.
Lâm Nhất nhíu mày, đưa tay chạm vào chiếc áo dài màu xanh lơ. Khoảnh khắc vừa chạm vào, một luồng uy áp mỏng manh dâng tràn. Lâm Nhất bị chấn cho nôn ra một ngụm máu, cả người bay ngược ra sau trên không trung. Phụt. Lâm Nhất chưa kịp lau khô vết máu bên môi, ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trên chiếc áo dài đó có hoa văn cổ xưa ngang dọc đan xen, vô số đốm sáng màu bạc xuất hiện, khiến không gian đó tràn ngập khí tức mông lung và thần thánh. Nếu đếm kỹ thì vừa tròn 3.000 đốm sáng màu bạc. Dường như nơi sâu nhất của luồng sáng có ánh sao lan tỏa, vô số đốm sáng nhảy nhót lấp lánh, ngôi sao tắt đi rồi không ngừng lóe sáng trở lại. Trong thoáng chốc, dường như giữa bầu trời sao bao la, vạn thiên thần ma đều xoay quanh chiến y thương khung này. Trong mắt Lâm Nhất hiện lên sự kinh ngạc, hắn nhìn chiến y mông lung, rõ ràng rất gần nhưng lại rất xa, giống như đang ở nơi nào đó xa xôi vô tận phía ngoài bầu trời. Dưới ánh sáng chiếu rọi, áo dài màu xanh lơ chứa đầy khí tức thần thánh. Dường như nó chính là bầu trời, mang lại áp lực rất lớn cho con người. Nếu chăm chú nhìn kỹ, không bao lâu sẽ sinh ra ý nghĩ muốn dập đầu quỳ lạy, phủ phục trước nó. Thật đáng sợ, đây thật sự chỉ là một chiếc chiến y. Lâm Nhất kinh ngạc, chiến y này đã vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn, không thể nhìn ra phẩm cấp, thậm chí không có bất cứ manh mối gì. Đừng chạm vào, nó vẫn chưa phải của ngươi. Thương Long chi chủ mỉm cười, sau đó đưa tay chỉ. Chiếc áo dài màu xanh lơ đẹp như mỹ nhân, kèm theo 3.000 ngôi sao tỏa sáng vô tận bay về phía hắn. Khi sắp đến gần, nó giống như nước thẩm thấu vào da hắn, lặng lẽ vô thanh, không một gợn sóng. Phong. Thương Long chi chủ quát khẽ một tiếng, phong ấn toàn bộ ánh sáng của chiến y. Lâm Nhất kinh ngạc không thôi, rõ ràng chiến y này đã dung hòa vào cơ thể hắn, nhưng hắn không hề cảm nhận được bất cứ dấu vết nào, đúng là quỷ dị. Chiến y thương khung có lai lịch rất lớn, bình thường không thể tùy tiện đụng vào. Chiến lực của nó rất đáng sợ, thậm chí không cần bản thân ngươi có sức mạnh gì nhiều cũng có thể phát huy ra uy lực rất lớn. Cho nên ta đã phong cấm nó. Chỉ khi nào tính mạng ngươi bị uy hiếp, nó mới kích hoạt một cách thụ động, tránh cho ngươi bị những lão quái kia trấn áp ức hiếp. Thương Long chi chủ buông tay xuống, chậm rãi nói. Đa tạ tiền bối. Nụ cười trên mặt Lâm Nhất đã tắt đi, hắn cảm nhận được truyền thừa mà ông lão ban cho đã vượt ngoài giới hạn nào đó. Dù là cơ duyên tạo hóa, chỉ riêng bảo cốt Thương Long là đã đủ, không cần thiết phải tặng thêm bảo vật quý giá như vậy cho hắn. Ta đã đợi bao lâu nay, trong âm thầm cũng từng gặp được một vài người, ngươi là người thích hợp nhất, ta không thể đợi thêm được nữa. Thương Long chi chủ phất tay, khẽ giọng nói, chỉ hy vọng nếu có đại kiếp giáng xuống, ngươi có thể trở thành cường giả chân chính của kỷ nguyên thần Long. Kỷ nguyên này từ khi sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ yên tĩnh, chứa đầy khó khăn. Ông có ý gì? Lâm Nhất không hiểu, hiển nhiên cũng không biết những khó khăn sau khi kỷ nguyên thần Long sinh ra. Sẽ có một ngày ngươi hiểu được. Thương Long chi chủ mỉm cười không nói, ngay sau đó ông ta nghĩ tới gì đó, trầm ngâm, ta tặng ngươi một phong ấn nữa đi, có thể chủ động sử dụng chiến y thương khung, nhưng phải có chút hạn chế. Nếu không, ngươi dùng nó áp chế nhân tài cùng thế hệ sẽ không có lợi ích gì với bản thân, cũng sẽ dẫn đến một số điều tọc mạch không cần thiết, mang lại tai họa cho mình. Đó là thánh ấn thương khung, không tính là phức tạp, căn bản liếc qua là học được. Theo cách nói của Thương Long chi chủ, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không được chủ động sử dụng. Một khi sử dụng ấn này, sau đó sẽ bị suy yếu một thời gian dài. Lâm Nhất không ngạc nhiên về chuyện này, quá dựa dẫm vào ngoại vật để nâng cao thực lực bản thân thì không hề giúp ích gì. Đến đây thôi, ta không có gì cho ngươi nữa, chỉ có thể gửi ngươi một lời khuyên chân thành, đánh không lại thì chạy, quang minh chính đại chạy là được, không có gì mất mặt cả, sau này tìm lại mặt mũi là được. Thương Long chi chủ cười nói, không có phong thái của một tiền bối đại năng gì cả. Lâm Nhất chậc lưỡi, đúng là một lời khuyên chân thành. Vừa khéo, thật ra trên người ngươi đã có một thủ đoạn như vậy, dùng để thoát thân thì không tồi, chỉ là, hình như ngươi chưa tìm được yếu lĩnh chân chính, rõ ràng đã nắm giữ được chân ý trong đó, nhưng có vẻ vẫn chưa biết dùng, Thương Long chi chủ dường như đang ám chỉ gì đó. Lâm Nhất suy nghĩ một lúc rồi bật thốt lên, Kim Ô cửu biến. Chỉ là Kim Ô cửu biến vẫn còn không gian gì để phát triển chứ, hắn cho rằng mình đã tu luyện thân pháp cấp đế giả này đến trình độ khá cao thâm.
Dù là trong biển sấm chứa đầy long uy cũng có thể dùng thân pháp đó bay giữa không trung, phá vỡ áp chế của long uy. Thôi được. Bóng dáng của Thương Long chi chủ bỗng nhoáng lên, bay đến trước mặt Lâm Nhất mà không hề có dấu hiệu báo trước, sau đó ấn vào giữa mi mày hắn. Ầm. Trên người Lâm Nhất bùng lên ánh sáng vàng, những luồng sáng mạnh mẽ giống như ngọn lửa tỏa ra, các loại sức mạnh hoàn toàn không chịu sự khống chế của Lâm Nhất. Tâm pháp của Kim Ô Cửu Biến điên cuồng vận chuyển, có sức mạnh dồi dào dâng tràn sau lưng. Răng rắc, tiếng xương cốt nổ tung vang lên không dứt. Lâm Nhất lộ ra vẻ mặt đau khổ, trán toát mồ hôi đầm đìa, trong miệng phát ra tiếng rên đau đớn. Ầm. Khi sức mạnh Kim Ô ở sau lưng tích lũy đến đỉnh cao, nó ầm ầm bùng nổ, hai luồng sáng màu vàng vô cùng to lớn giống như đôi cánh xuất hiện ở hai bên người. Xoạt, xoạt. Lâm Nhất chấn động trong lòng, cảm giác hai luồng sáng màu vàng này chẳng khác nào đôi cánh mọc ra từ sau lưng. Tâm niệm hắn khẽ động, chân nguyên không ngừng rót vào dọc theo kinh mạch. Ầm, ầm. Hai luồng sáng bỗng chốc mở rộng, đạt đến độ cao mấy chục mét mới dừng lại, phun nhả những làn khói màu vàng. Cùng lúc đó đại thế Kim Ô trên người Lâm Nhất bùng lên, điên cuồng dâng cao, chớp mắt đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh ngạc. Đây là đôi cánh Kim Ô. Lâm Nhất nhìn về phía Thương Long chi chủ, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Hắn cảm giác chỉ cần vỗ cánh sau lưng là sẽ bùng phát ra uy lực kinh thiên động địa. Trong hai luồng sáng màu vàng chứa đựng sức mạnh vô cùng to lớn khiến con người ta cảm nhận được nỗi sợ chân chính từ tận đáy lòng. Đây mới là truyền thừa chân hính của Nhật Diệu Tinh Cung. Lâm Nhất suy nghĩ nhanh như chớp, tâm pháp Kim Ô Cửu Biến lại lướt qua trong đầu một lần, trong nháy mắt lại xuất hiện một vài cảm ngộ mới. Hóa ra là vậy. Hai tay Lâm Nhất biến đổi liên tục, ngưng kết ra một Kim Ô ấn hoàn toàn mới. Hai luồng sáng vô cùng to lớn phun nhả dáng mây ở sau lưng, không ngừng ngưng tụ. Trong chốc lát đã ngưng kết thành hai khung xương cánh màu vàng, chớp mắt trên hai khung xương cánh lại sinh ra vô số lông vũ màu vàng. Ông có ý gì? Lâm Nhất không hiểu, hiển nhiên cũng không biết những khó khăn sau khi kỷ nguyên thần long sinh ra. Sẽ có một ngày ngươi hiểu được. Thương Long chi chủ mỉm cười không nói, ngay sau đó ông ta nghĩ tới gì đó. Trầm ngâm, ta tặng ngươi một phong ấn nữa đi, có thể chủ động sử dụng chiến y thương khung, nhưng phải có chút hạn chế. Nếu không, ngươi dùng nó áp chế nhân tài cùng thế hệ sẽ không có lợi ích gì với bản thân, cũng sẽ dẫn đến một số điều tọc mạch không cần thiết, mang lại tai họa cho mình. Đó là thánh ấn thương khung, không tính là phức tạp, căn bản liếc qua là học được. Theo cách nói của Thương Long chi chủ, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không được chủ động sử dụng. Một khi sử dụng ấn này, sau đó sẽ bị suy yếu một thời gian dài. Lâm Nhất không ngạc nhiên về chuyện này, quá dựa dẫm vào ngoại vật để nâng cao thực lực bản thân thì không hề giúp ích gì. Đến đây thôi, ta không có gì cho ngươi nữa, chỉ có thể gửi ngươi một lời khuyên chân thành, đánh không lại thì chạy, quang minh chính đại chạy là được, không có gì mất mặt cả, sau này tìm lại mặt mũi là được, Thương Long chi chủ cười nói, không có phong thái của một tiền bối đại năng gì cả. Ông ta biến mất, cung điện này cũng biến mất theo. Cơ thể Lâm Nhất nhập nhòe, lại xuất hiện trong biển máu màu đen một lần nữa. Nhìn quanh mênh mông bát ngát, giống như cung điện vừa rồi và Thương Long chi chủ chỉ hư ảo như một giấc mơ, không hề chân thực. Khi cảm nhận được sự tồn tại của bảo cốt trước ngực mình, hắn mới tin rằng mọi thứ đều là thật. Quả thật mình nắm được cơ duyên trên tạo hóa. Có duyên gặp lại, chẳng lẽ tiền bối còn sống? Lâm Nhất lẩm bẩm, ánh mắt lóe sáng, nhưng trước kia tiền bối đã nói không thể làm người hộ đạo cho mình. Đúng là mâu thuẫn, bỏ đi, đột phá cảnh giới thiên phách tầng 3 trước vậy. Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, đột phá cảnh giới thiên phách tầng 3 cần phải tích lũy rất nhiều, biển máu trước mắt này hoàn toàn đủ rồi. Bây giờ hắn có bảo cốt Thương Long, lại có biển máu này làm bước chuyển tiếp, ứng phó với kiếp thiên phách cảnh giới tầng 3 chắc là không đến nỗi quá khó. Xoạt, xoạt, xoạt. Trong lúc Lâm Nhất chuẩn bị độ kiếp, trên quảng trường Thương Long, các đạo đài đã chật kín người. Khảo nghiệm đa số đã kết thúc, nhiều người vẻ mặt ủ rũ, vô cùng xa xút, vừa nhìn đã biết là khảo nghiệm thất bại, còn những nhân tài thông qua khảo nghiệm, ánh mắt đầy vẻ mừng rỡ điên cuồng. Bọn họ kém lắm cũng lấy được một môn võ học tạo hóa cấp bá chủ,
thậm chí còn có vài người may mắn nhận được võ học tạo hóa cấp vương giả, vui mừng không thôi. Phải biết rằng, cho dù là giới vực cấp cao cũng chưa chắc đã có được võ học tạo hóa cấp cao, võ học tạo hóa cấp vương giả thì lại càng hiếm thấy. Nhưng thu hoạch của những người này hiển nhiên còn thua xa đám người Tần Lâm, Quân Mộng Trần. Trong tay mỗi người họ đều lấy được một môn võ học tạo hóa cấp đế giả, hơn nữa phẩm cấp rất cao, xem như thu hoạch không tệ. Đám người Tần Lâm rất vui mừng, ngược lại La Trấn thì cực kỳ buồn bã. Hắn ta liếc mắt nhìn về phía Bùi Tuyết ở xa xa. Ánh mắt hai người chạm nhau, đều cảm nhận được sự bất cam trong ánh nhìn của nhau. Bọn họ lập tức hiểu rõ, hai người họ đều không lấy được cơ duyên trên tạo hóa. Đạo đài xuất hiện móng vuốt thương long này có cấp bậc truyền thừa cũng không thấp, vừa khéo chỉ thiếu trưởng pháp cấp đế giả này thôi. Trên đạo đài, Quân Mộng Trần cũng thuộc thất đại cự đầu trong bảng thương long, hắn ta cầm một miếng ngọc giản trong tay, tỏ vẻ rất thỏa mãn. Chắc hẳn trưởng pháp này cũng có uy lực không tầm thường, nếu không sẽ không thể nào lọt vào mắt hắn ta. Trưởng pháp gì thế, có thể cho tại hạ xem thử không, truyền thừa cái đuôi thương long của ta cũng rất cao cấp, có thể trao đổi với ngươi. Hắn ta vừa nói xong thì có một giọng nói vang lên. Quân Mộng Trần cau mày, hắn ta nhìn sang theo hướng giọng nói vang lên, phát hiện là Vũ Hạo Thiên đang cười như không cười nhìn mình. Sâu trong mắt hắn ta thoáng lộ vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, thôi khỏi, tuy cái đuôi thương long của ngươi là có 102, nhưng dù sao cũng chỉ là cái đuôi rồng. Nếu không phải chúng ta nhường cho ngươi, ngươi làm sao có tư cách có được, ngươi muốn trao đổi cũng được thôi, cho ta xem thử truyền thừa của ngươi trước đi. Vũ Hạo Thiên nghe thấy thế cũng không tức giận, chỉ nhếch môi cười giễu cợt, đúng là thất đại cự đầu, xem thường người khác quá rồi đấy. Giọng điệu châm chọc của đối phương khiến Quân Mộng Trần rất khó chịu, hắn ta lạnh lùng nói, xem thường ngươi thì sao? Ta còn cứ phải nhìn thẳng vào mắt ngươi à, ngươi là cái thá gì chứ? Thú vị nhỉ, ta thấy ngươi đang không nhìn rõ hoàn cảnh của mình cho lắm đấy Quân Mộng Trần. Vũ Hạo Thiên không giận mà còn cười. Sau đó chậm rãi đứng lên từ trên đạo đài. Vào khoảnh khắc Vũ Hạo Thiên đứng dậy hoàn toàn, một khí thế đáng sợ lập tức tản ra từ trên người hắn ta, sâu trong mắt hắn ta cũng có khí lạnh vô tận dâng trào. Khí thế mạnh lẽ này thoáng chốc khiến những người trên quảng trường Thương Long đều nổi da gà, vô thức đưa mắt nhìn về phía hắn ta. Khi tất cả nhìn về phía Vũ Hạo Thiên, mọi người đều sợ hãi phát hiện. Không biết từ bao giờ, tu vi của Vũ Hạo Thiên đã đạt tới cảnh giới thiên phách tứ trọng, khiến người ta phải giật mình. Sau khi tu vi đạt đến cảnh giới thiên phách tam trọng thiên, mỗi lần độ kiếp đều là cửu tử nhất sinh, sau khi độ kiếp thực lực cũng sẽ tăng mạnh. Nếu nền tảng vô cùng vững chắc, thậm chí lúc độ kiếm còn sẽ xuất hiện lửa tinh thần, tinh hỏa đốt thần, lôi kiếp phá thể. Với thực lực Vũ Hạo Thiên thể hiện trước đây, lúc hắn ta độ kiếp, có lẽ sẽ xuất hiện lửa tinh thần. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là khi hắn ta tiến vào quảng trường Thương Long, rõ ràng tu vi của hắn ta chỉ mới đột phá thiên phách tam trọng, còn chỉ là sơ kỳ. Thật không thể tưởng tượng được hắn ta đã trải qua những gì trong truyền thừa móng vuốt Thương Long mà thực lực lại tiến bộ nhiều đến thế. Khi hắn ta nhìn về phía Quân Mộng Trần, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Mọi người đều không đoán ra được rốt cuộc Vũ Hạo Thiên này muốn làm gì. Chẳng lẽ là muốn ra tay với Quân Mộng Trần? Không có khả năng đó cho lắm. Nhưng suy nghĩ này bị mọi người nhanh chóng gạt đi, Quân Mộng Trần, Tần Lâm và Long Thủ La Trấn kia rõ ràng đi cùng nhau. Ba người không gây chuyện với Vũ Hạo Thiên, hắn ta đã phải thắp hương bái Phật rồi, chủ động gây chuyện với Quân Mộng Trần, trừ khi hắn ta bị điên. Quân Mộng Trần, lặp lại lời ngươi vừa nói lần nữa xem, rốt cuộc ai không là cái thá gì? Vũ Hạo Thiên nở nụ cười, kiêu ngạo nhìn xuống đối phương, thái độ thế này khiến mọi người cảm thấy cực kỳ khó tin. Xì sao? Khi Vũ Hạo Thiên thốt lên câu này, xung quanh lập tức xôn xao, đây là sự khiêu khích khá lộ liễu. Quân Mộng Trần là một trong thất đại cự đầu trong bảng Thương Long, bình thường kiêu căng ngạo mạn, dù là thiên tài của giới vực cấp cao cũng không dám ngang ngược với hắn ta. Vũ Hạo Thiên này đúng là gan to bằng trời, thẳng thừng gây chuyện với đối phương. La Trấn cau mày, giơ tay ngăn cản Quân Mộng Trần đang muốn đứng dậy, nói với Vũ Hạo Thiên, Vũ Hạo Thiên, nể mặt ta, chuyện này dừng lại tại đây. Ngay cả La Trấn cũng lên tiếng, rõ ràng là muốn dẹp yên chuyện.
hình như ngươi cũng đâu có thể diện đến thế. Trong mắt Phú Hạo Thiên lộ vẻ giễu cợt, hắn ta nhếch miệng cười, cất giọng nặng nề, muốn dừng lại tại đây cũng được thôi, đưa ta mượn xem thử mấy tạo hóa của các ngươi. Nếu không, ha ha, đừng trách ta không nói trước, ta không quan tâm các ngươi là thất đại cự đầu gì đó, hôm nay đều sẽ không có kết cục tốt đâu. Trời à! Hắn ta vừa cất lời, tất cả mọi người trên quảng trường Thương Long đều hoảng sợ đến mức trợn mắt há mồm. Mọi người đều kinh ngạc trước sự ngông cuồng của Vũ Hạo Thiên, thế này không chỉ là vả vào mặt Quân Mộng Trần, mà còn không bỏ qua cho cả Long Thủ La Trấn. Đang tự tìm đường chết à? Vô số người nhìn về phía Vũ Hạo Thiên như đang nhìn một kẻ điên. Quá điên cuồng. Dù Tu Vi đã thăng lên thành thiên phách tứ trọng cũng đâu thể ngông cuồng như thế được, La Trấn có thể được gọi là Long Thủ, Mục Tu Hàn trước đây cũng không thể nào sánh bằng được. Đại ca, xem ra người ta không coi chúng ta ra gì cả. Hình một. Sắc mặt Quân Mộng Trần trên đạo đài rất u ám, hắn ta lạnh lùng nói, chỉ là đột phá thiên phách tứ trọng. Cũng không biết lấy đâu ra tự tin, không cho ngươi một bài học thì mất mặt ta quá. Muốn mượn tạo hóa của chúng ta ư, đừng có mà mơ, đưa tất cả truyền thừa trong tay ngươi ra đây. Oanh! Sau khi nói xong, Quân Mộng Trần bay lên không trung, một luồng khí thế đáng sợ dâng trào từ trên người hắn ta. Cơ thể Quân Mộng Trần trên không trung lập tức lóe lên ánh sáng tím chói mắt. Lực lượng lôi đình ầm ầm tản ra, hắn ta trông tựa như lôi thần thượng cổ. Trong con người cũng có điện quang vô tận dâng trào. Sắc mặt La Trấn không thay đổi, hắn ta cũng không ngăn cản. Đã đến nước này rồi, nếu còn không ra tay, Vũ Hạo Thiên thật sự sẽ cho rằng họ sợ hắn ta. Chết đi! Sắc mặt Quân Mộng Trần đáng sợ đến mức tận cùng, hắn ta quát lên một tiếng rồi biến mất trên không trung. Quân Mộng Trần nhanh như tia chớp, còn chưa đủ một cái nháy mắt mà hắn ta đã đến ngay trước mặt Vũ Hạo Thiên. Khi Quân Mộng Trần xuất hiện một lần nữa, lôi quang tản ra trên người hắn ta chói mắt đến mức trước giờ chưa từng có, khiến quảng trường Thương Long sáng rực như tuyết. Sắc mặt mọi người hơi thay đổi, họ đều cảm nhận được một hơi thở vô cùng đáng sợ trên người hắn ta. Oanh! Âm thanh động trời vang lên, vào lúc tất cả mọi người đều cảm thấy Vũ Hạo Thiên sẽ bại trận trong một chiêu thì hoa văn trên người hắn ta hơi nhúc nhích. Trong cơ thể hắn ta phát ra ánh sáng trắng bạc lạnh lẽo như ánh trăng. Sau đó, hắn ta siết chặt năm ngón tay tiến lên đỡ đòn của Quân Mộng Trần. Trong mắt Quân Mộng Trần thoáng lộ vẻ kinh ngạc, cú đấm này của hắn ta không hề nương tay, không ngờ đối phương lại có thể đỡ đòn một cách dễ dàng như vậy. Hắn ta đứng trên không trung, nét mặt u ám, lại đánh tới một phát nữa. Năm ngón tay siết chặt như cuồng long lôi đình, trong lúc di chuyển có tiếng rồng ngâm gào thét không ngừng. Sắc mặt Phú Hạo Thiên không thay đổi, hắn ta nhẹ nhàng vung tay. Ánh sáng trắng bạc lóe lên lần nữa, dễ dàng đỡ đòn của Quân Mộng Trần. Sao, sao có thể chứ? Quân Mộng Trần thay đổi sắc mặt, trong mắt lộ vẻ cực kỳ khó tin. Dù đối phương có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể liên tục đỡ đòn của hắn ta một cách dễ dàng như thế được. Phải đi thôi. Con người Quân Mộng Trần co lại, hắn ta không kịp suy nghĩ mà chỉ có thể liên tục lùi lại. Đi được chắc. Phú Hạo Thiên không khỏi cười khẩy, hắn ta mở tay phải. Lòng bàn tay chợt có ngân quang chói mắt bắn ra, như một vầng trăng nở rộ trong lòng bàn tay. Oanh! Đồng thời, một thần nhân cánh bạc cao trăm trượng cũng xuất hiện sau lưng hắn ta, khi hắn ta siết chặt năm ngón tay, Quân Mộng Trần sợ hãi phát hiện không gian này đã bị chặn lại. Khí thế của Quân Mộng Trần hoàn toàn bị đối phương áp đảo, dưới uy áp đó, việc di chuyển cũng trở nên vô cùng khó khăn. Đến khi cú đấm kia tấn công tới, nó dễ dàng đánh tan sát chiêu. Sau đó phá vỡ tất cả chân nguyên hộ thể. Tiếp theo, nó đánh lên trước ngực Quân Mộng Trần mà không chút nể nang, khiến xương sườn hắn ta thoáng chốc gãy lìa, lục phủ ngũ tạng cũng nổ tung. Phụt! Quân Mộng Trần đau đến mức nhăn nhó cả mặt, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái mét rơi xuống từ trên cao. Quỳ xuống! Phú Hạo Thiên cười như điên, hắn ta trở tay vỗ một cái lên đầu Quân Mộng Trần, một tiếng bịch vang lên, Quân Mộng Trần lập tức quỳ xuống trước mặt hắn ta. Soạt, quảng trường Thương Long thoáng chốc trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều theo dõi trong sự kinh ngạc. Ai cũng nhìn về phía Vũ Hạo Thiên với vẻ khó tin. Ba quyền khiến Quân Mộng Trần phải chịu thua. Trời ạ, sao có thể làm được chứ? Ba quyền đánh bại Quân Mộng Trần. Quảng trường lại trở nên xôn xao, tiếng bàn tán liên tục vang lên,
mỗi người đều tập trung ánh mắt vào Vũ Hạo Thiên. Vụt! Sắc mặt Tần Lâm thay đổi, vào khoảnh khắc Quân Mộng Trần quỳ xuống đất, hắn ta đứng phát dậy, trong mắt lóe lên sát khí vô cùng đáng sợ. Vũ Hạo Thiên, người muốn chết sao? Tần Lâm nổi giận quát lên. Vũ Hạo Thiên không thèm để tâm, lạnh lùng nói, ngươi chưa đủ tư cách nói chuyện với ta, Vũ Mỗ chỉ định trao đổi tạo hóa của riêng mình, nếu đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì ta cũng chỉ có thể tự mình lấy mà thôi. Trao đổi truyền thừa, ngươi làm thế có giống trao đổi không? Rõ ràng là đang cướp mà, Tần Lâm quát to. Vũ Hạo Thiên cười hờ hững, ngươi nghĩ sao cũng được, ngươi nói là cướp cũng không sai. Đúng lúc này, một khí thế cực kỳ đáng sợ bay lên cao, toàn bộ quảng trường Thương Long đều chấn động. Hàn ý đáng sợ cuốn qua, những người đang có mặt đều cảm thấy như rơi vào hầm băng, lạnh đến mức run lẩy bẩy, đôi môi trắng bệch. La Trấn và Tần Lâm bị cú đấm này đánh rơi xuống đạo đài chỗ móng vuốt Thương Long. Trùng hợp rơi xuống bên cạnh Quân Mộng Trần đang quỳ dưới đất không thể đứng dậy, Quân Mộng Trần bị lực lượng của Vũ Hạo Thiên giam cầm, từ lúc quỳ dưới đất đã không thể đứng dậy được. Còn La Trấn và Tần Lâm thì có vẻ chật vật hơn, sắc mặt hai người nhăn nhó, sau mấy lần giãy giụa, cả hai phát hiện bản thân không thể cử động. Xương cốt đều đã vỡ, chỉ cần nhúc nhích là sẽ đau như xé gan xé ruột. Vụt! Trong ánh trăng màu trắng bạc, Vũ Hạo Thiên đứng kiêu ngạo trên cao, nhìn xuống dưới với vẻ khinh thường. Mái tóc dài của hắn ta xõa xuống, găng tay trong tay có lửa tinh thần màu đen cháy rực, trở nên cực kỳ chói mắt. Hắn ta đảo mắt nhìn xuống ba người La Trấn đang vô cùng chật vật từ trên cao, trong mắt lộ vẻ châm chọc. Người đứng đầu bảng Thương Long cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Vũ Hạo Thiên hừ lạnh, hắn ta nâng mắt nhìn về phía cao thủ Bùi Tuyết còn lại, trong mắt lộ vẻ lạnh như băng, hàn mang lóe lên khiến người ta thấy khó thở, còn mang theo sự sắc bén vô địch. Hắn ta muốn gây chuyện với cả Bùi Tuyết à? Mọi người tỏ vẻ căng thẳng, những người đang có mặt đều biết. Nữ tử áo tím trên người tràn đầy khí chất quyến rũ này không chỉ có vóc người hoàn mỹ mà còn có lai lịch thần bí. Dù là La Trấn hay Mục Tu Hàn trước đây cũng không dám gây chuyện với nàng ta. Thế lực sau lưng nàng ta khá đáng sợ, khiến những người biết rõ nội tình đều kiêng dè, người không biết cũng có thể đoán được đại khái. Nếu Vũ Hạo Thiên thật sự dám động vào cô gái này, e rằng sẽ tạo thành chấn động cực kỳ to lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ con đường thông thiên. Trong mắt Vũ Hạo Thiên có ánh sáng lóe lên, tràn đầy sự cay nghiệt, đương nhiên hắn ta biết nữ tử này có lai lịch không tầm thường. Trong cơ thể đối phương phong ấn một lực lượng rất kinh khủng, khiến hắn ta cũng cảm thấy kiêng dè, lực lượng này tích lũy trong cơ thể đối phương, được che giấu rất kỹ lưỡng. Nếu không cần thiết, đương nhiên không nên động vào nàng ta. Nhưng trước đó nữ nhân này đã phá hoại kế hoạch của hắn ta, dường như có liên quan với Lâm Nhất. Việc này, khiến hắn ta muốn giết người, thậm chí còn muốn giết nàng ta hơn cả giết mấy người nhóm La Trấn. Hắn ta không muốn khi ra tay với Lâm Nhất lại bị nữ nhân này ngăn cản nữa, vẫn nên tiêu diệt tai họa này sớm một chút thì tốt hơn. Chỉ là may mắn lấy được một găng tay thần ảnh mà đã cảm thấy bản thân vô địch rồi à. Có lẽ bây giờ trái tim của ngươi đang thấy đau lắm nhỉ, lực lượng phệ tâm mà ma hồn oán giận để lại cũng đâu dễ chịu đựng như thế. Bị đối phương nhìn chằm chằm, Bùi Tuyết vẫn hờ hững cười nói. Trong mắt Vũ Hạo Thiên lập tức thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nữ nhân này có thể nói ra lai lịch găng tay của hắn ta, thậm chí còn biết cả khuyết điểm của nó. Việc này cũng không cần cô quan tâm, ta không muốn ra tay với cô, nếu cô rời đi vào lúc này, ta có thể cho cô một con đường sống. Nét mặt Vũ Hạo Thiên không chút cảm xúc, hắn ta lạnh lùng nhìn về phía đối phương, sát khí trên người âm thầm dâng trào, uy hiếp trong im lặng. Mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc và rung động. Bọn họ đoán được đại khái lai lịch của nữ tử áo tím, đó là một thế lực khá đáng sợ, đáng phải kiêng dè ở con đường thông thiên. Ở con đường thông thiên này, những người đó có địa vị cao quý, là tồn tại như thần linh, bất cứ thế lực nào cũng không dám động vào. Nhưng hôm nay Vũ Hạo Thiên này lại không chút khách sáo, tựa như chỉ cần không vui là có thể giết chết nàng ta bất cứ lúc nào, hoàn toàn không hề kiêng nể. Đáng sợ quá. Vũ Hạo Thiên thật sự như bị điên rồi vậy. Lâm Nhất cùng xuất thân từ huyền hoàng giới với hắn ta đã rất kiêu ngạo rồi, mà Vũ Hạo Thiên này lại còn kiêu ngạo hơn, dường như hắn ta đã kiềm chế rất lâu, đến bây giờ mới bộc phát hoàn toàn. Bùi Tuyết cười nói, người sợ sau khi Lâm Nhất ra ngoài, ta sẽ giúp hắn đúng không? Oanh! Nghe nàng ta nói thế,
Sát khí trên người Vũ Hạo Thiên lập tức dâng lên tận trời, cuồn cuộn sôi trào như sóng cuộn trên sông lớn. Vũ Hạo Thiên không còn chần chừ nữa, trong mắt đã bị bao phủ bởi sát khí, hắn ta lạnh lùng nói, có những lúc, nữ nhân thông minh quá cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nếu ta muốn giết cô đừng nghĩ hắn sẽ xuất hiện cứu cô, cơ duyên trên tạo hóa cũng không quá khó. Ta cũng mong hắn sẽ không chết trong kiếp nạn này, không thể tự mình dẫm hắn dưới chân thì tiếc lắm. Nhưng trước lúc đó, cô vẫn nên để cái mạng lại trước đã. Vụt! Vừa nói xong, ngọn lửa quấn quanh găng tay thần ảnh trên tay Vũ Hạo Thiên lại bốc cháy hừng hực một lần nữa. Rõ ràng lửa tinh thần màu đen khác lửa tinh thần bình thường rất nhiều, trong ngọn lửa chứa đựng một hơi thở xưa cổ. Đó chính là hơi thở của ma hồn oán giận để lại, cũng là uy năng do thần văn tản ra, thứ được gọi là găng tay thần ảnh chứa đựng lực lượng kinh khủng khiến người khác phải tuyệt vọng. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này thôi. Bùi Tuyết lạnh lùng giơ tay cầm lấy một trường thương màu tím, xung quanh trường thương có những tia sáng màu tím vặn vẹo lóe lên. Thế thì cô đánh giá thấp ta quá rồi. Vũ Hạo Thiên cười gằn, hắn thi triển truyền thừa lấy được trong bảo điện thương long lần đầu tiên. Đây là một thân pháp cực kỳ đáng sợ, hắn đạp nhẹ trong không trung, tạo thành một đường vòng cung rất dài. Đường vòng cung kia trông giống như cơ thể một con thương long, trong lúc vặn vẹo, có sức mạnh phong lôi khổng lồ xuất hiện, khiến hư không cũng phải rung động. Quảng trường bắt đầu rung lên, nhìn từ xa như có một con thương long to lớn đang lao về phía nữ tử áo tím. Bùi Tuyết hơi thay đổi sắc mặt, rõ ràng là không đoán trước được thân pháp này, không ngờ đối phương đã tu luyện thành công truyền thừa lấy được trong bảo điện nhanh chóng đến thế. Bí thuật nàng ta lấy được bên trong rất khó hiểu, đến bây giờ cũng chỉ mới mày mò được bề ngoài. Mà Vũ Hạo Thiên thì như được cao nhân chỉ bảo, hiểu rõ áo nghĩa của thân pháp này một cách dễ dàng. Thật không thể tin nổi. Vũ Hạo Thiên không nhận được cơ duyên trên tạo hóa, với tính cách lạnh lùng của Long Linh kia, chắc chắn nó sẽ không hướng dẫn hắn ta. Nữ tử áo tím không kịp phản ứng lập tức yếu thế hơn nhiều, khi găng tay thần ảnh kia đánh xuống, khóe miệng nàng ta có máu tươi chảy xuống, bay ngược ra xa, lùi lại mấy trăm mét vuông mới có thể đứng vững. Vũ Hạo Thiên đáp xuống trên đạo đài, đòn tấn công này của hắn ta quá mạnh, thân pháp cũng rất kinh khủng. Đến khi đáp xuống đất cũng tựa như thương long rỡ xuống, khiến đạo đài cũng nứt ra. Trong khe hở có những phù văn hẹp dài và dày đặc xuất hiện, dị tượng đáng sợ. Đây là cơ duyên trên tạo hóa à? Những người lần đầu tiên thấy Vũ Hạo Thiên sử dụng thân pháp đều thay đổi sắc mặt, không khỏi hét lên. Không giống lắm, nghe hai người kia nói chuyện. Có lẽ cơ duyên trên tạo hóa đã bị Lâm Nhất lấy được rồi, hắn còn đang đối diện với kiếp nạn. Nhưng thân pháp này cũng rất mạnh, mấy người nhóm La Chấn thua là đúng, dù không có găng tay thần ảnh này, họ cũng không phải đối thủ của Vũ Hạo Thiên. Quảng trường Thương Long lại bắt đầu xôn xao, Vũ Hạo Thiên với thủ đoạn hơn người lại khiến mọi người rung động một lần nữa. Vẫn không muốn mở phong ấn cho lực lượng trong cơ thể cô à? Lực lượng mà không một thế lực nào dám gây chuyện với cô ấy. Vũ Hạo Thiên nhướng mày cười khẩy, hắn ta nhìn nữ tử áo tím quần áo rách dưới, để lộ ra thịt đằng xa, thể hiện sự xuồng xã không chút kiêng nể. Trong mắt Bùi Tuyết tràn đầy lửa giận, đây là lần đầu tiên nàng ta gặp phải phiền phức khiến người ta thấy chán ghét thế này trên con đường thông thiên. Chậc chậc, đúng là báu vật, ngay cả tức giận cũng quyến rũ đến thế. Vũ Hạo Thiên liếm đôi môi khô khốc, cười nói, đã rơi vào tình cảnh này vẫn không muốn mở phong ấn. Xem ra là muốn đợi tình nhân nhỏ của cô ra giải quyết rồi. Tiếc là, tên vô dụng Lâm Nhất này chết bên trong còn đỡ, nếu dám ra ngoài, kết cục chỉ có thể là quỳ xuống cầu xin Vũ Hạo Thiên này mà thôi. Nếu cô không mở phong ấn, ta cũng không vội giết cô, cứ đợi hắn xuất hiện là được. Đến lúc đó cô sẽ biết, ai mới là người đứng đầu khu vực Thương Long này. Sau khi đánh lùi đối phương bằng một đòn, Vũ Hạo Thiên trở nên cực kỳ tự tin. Khí chất đó khiến người ta có cảm giác hắn ta đã là vô địch rồi. Bù! Không đợi Bùi Tuyết đáp lời, quảng trường Thương Long đột nhiên dâng lên khí thế đáng sợ như lốc xoáy. Ánh sáng chói mắt xuất hiện từ chỗ đạo đài ở trái tim Thương Long, khiến cả bầu trời trở nên sáng rực, trên đạo đài phát ra ánh sáng có một bóng người màu xanh chậm rãi đứng lên. Vô số ánh mắt chứa đựng sự ngạc nhiên đều nhìn về hướng đó. Người đang đợi ta à? Ánh sáng chậm rãi tản đi. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Mọi người đang trong nỗi ngạc nhiên như tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tim đập thình thịch, nhiệt huyết sôi trào, cơ thể cũng vô thức run rẩy.
là công tử Táng Hoa Lâm Nhất, người lấy được cơ duyên trên tạo hóa trong truyền thuyết kia. Lâm Nhất đến rồi. Hắn đến rồi. Công tử Táng Hoa Lâm Nhất đến rồi. Trước đó không có ai cảm thấy Vũ Hạo Thiên có thể trở thành đối thủ của Lâm Nhất, nhưng bây giờ Vũ Hạo Thiên có găng tay thần ảnh, còn thể hiện thân pháp đáng sợ, ngay cả Bùi Tuyết có lai lịch thần bí cũng bị hắn ta đánh lui bằng một chưởng. Hắn ta thể hiện oai phong trên quảng trường Thương Long, cho thấy khí thế vô địch. Thực lực mạnh mẽ đó khiến mọi người mở mang tầm mắt, không ngờ rằng Vũ Hạo Thiên trông có vẻ không quá nổi bật lại mạnh đến mức khiến người ta phẫn nộ thế này. Cái đuôi Thương Long, không thể coi thường. Rất nhiều người đều đang nghĩ, nếu Lâm Nhất xuất hiện, hắn và Vũ Hạo Thiên sẽ nảy ra xung đột thế nào. Dẫu sao họ đều đã biết thù oán của Lâm Nhất và Vũ Hạo Thiên từ lâu. Chỉ cần nói đến Lâm Nhất, Vũ Hạo Thiên đều sẽ thay đổi sắc mặt, sự căm hận trong giọng điệu khiến mọi người phải sởn gai óc. Với tính cách của Vũ Hạo Thiên, nếu Lâm Nhất thua hắn ta thì e rằng sẽ có kết cục rất thê thảm. Bây giờ cuối cùng Lâm Nhất cũng đến. Mang theo cơ duyên trên tạo hóa xuất hiện trước mặt mọi người, có lẽ sẽ xảy ra một trận chiến chấn động đất trời. Sau nỗi ngạc nhiên, xung quanh trở nên rất yên tĩnh. Mọi người đều nín thở không dám phá tan bầu không khí im lặng này, những ánh mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại giữa Lâm Nhất và Vũ Hạo Thiên. Vụt! Gần như vào lúc Lâm Nhất xuất hiện, Vũ Hạo Thiên lập tức rời mắt khỏi Bùi Tuyết, nhìn chằm chằm Lâm Nhất trên đạo đài. Hắn ta đợi người này lâu lắm rồi. Sau khi chạy trốn một cách chật vật và nhục nhã như lợn như chó trên con đường thông thiên này, hắn ta vẫn luôn nghẹn một cục tức, nhịn nhục đến tận bây giờ, đã muốn bộc phát từ lâu. Thù mới hận cũ chồng lên nhau, sau khi hoàn toàn bùng nổ, trong mắt Vũ Hạo Thiên lập tức tràn ngập sát khí khiến người ta sợ hết hồn hết vía. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lâm Nhất đã bị hắn ta chém trăm nghìn nhát, sỉ nhục bằng mọi cách. Vũ Hạo Thiên lạnh lùng nói, đương nhiên là ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi. Nếu ngươi còn không xuất hiện, ta còn tưởng ngươi chết trong đó ấy chứ. Nếu thật là thế thì chán lắm, dù sao ta cũng mong nhìn thấy ngươi quỳ xuống trước mặt ta với vẻ muốn sống không được muốn chết cũng không xong hơn. Chỉ dựa vào ngươi ư? Trong mắt Lâm Nhất lộ vẻ lạnh lùng, hắn hờ hững hỏi. Lâm Nhất, cẩn thận đấy, hắn ta đã lấy được báu vật găng tay thần ảnh. Hắn cũng đã hiểu được truyền thừa của Thương Long chi chủ rồi, bây giờ hắn khá là đáng sợ. Giọng nói của Bùi Tuyết vang lên đúng lúc, nhắc nhở Lâm Nhất đừng lơ là. Thì ra là thế. Lâm Nhất hiểu ra, nhìn thấy mấy người nhóm La Trấn chật vật như thế, Vũ Hạo Thiên lúc trước còn vô cùng nhịn nhục lại trở nên dữ tợn, không hề che giấu sát khí của bản thân. Thì ra là vì hắn ta có được cơ duyên không nhỏ, còn hiểu được hoàn toàn truyền thừa của Thương Long chi chủ, đúng là đáng sợ thật. Truyền thừa của mấy người nhóm La Trấn và kể cả Lâm Nhất đều có cấp bậc khá cao. Không thể hiểu rõ hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn. Đúng là quan tâm tình nhân nhỏ của cô quá nhỉ. Vũ Hạo Thiên cười khẩy, sắc mặt dần trở nên dữ tợn, hắn ta lạnh lùng nói, tiếc là vô dụng thôi, ta đã nói rồi, một là hắn chết trong bảo điện truyền thừa, hai là quỳ xuống cầu xin ta, chứ chẳng còn kết cục nào khác nữa cả. Trong mắt hắn ta tràn đầy sự tự tin, ánh sáng trắng bạc tỏa ra trên người vừa thánh khiết cũng vừa kỳ quái, khiến người khác không thể thăm dò. Lâm Nhất, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi, dù là ai cũng không cứu được ngươi đâu. Nỗi nhục ngày xưa, ta sẽ trả lại gấp trăm lần, đợi sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ cướp đi hết những cơ duyên mà ngươi có. Những người ngươi quan tâm, ta cũng sẽ hành hạ bằng mọi cách, để bọn chúng làm đầy tớ cả đời, phải hối hận vì đã quen biết ngươi. Vũ Hạo Thiên giận dữ quát to, ánh trăng màu bạc trên người hắn ta càng trở nên chói mắt hơn, ngọn lửa trên găng tay thần ảnh cũng cháy rực hơn. Cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Sắc mặt Lâm Nhất thoáng trở nên u ám, sâu trong mắt lộ ra hàn mang cực kỳ hiếm thấy. Người này năm lần bảy lượt lượn lờ trước, không chút kiêng dè muốn động đến những điều Lâm Nhất quan tâm, hắn không có lý do gì để hắn ta tiếp tục sống cả. Lâm Nhất, chịu chết đi, người bây giờ không hề biết Vũ Hạo Thiên ta mạnh đến mức nào đâu. Sau lưng Vũ Hạo Thiên có thần nhân cánh bạc xuất hiện. Ánh sáng màu bạc lạnh lẽo xung quanh lại càng trở nên rét lạnh hơn vào thời điểm này. Hắn ta nở nụ cười tàn nhẫn, mở năm ngón tay, có trăng bạc hiện lên bên trong, chính là Nguyệt Diệu Thần Quyền mà hắn ta vừa sử dụng trước đó. Nhưng ngay lúc này, tình huống bất ngờ xảy ra, ánh trăng sáng kia bị ngọn lửa màu đen xâm lấn. Là găng tay thần ảnh. Vũ Hạo Thiên không quan tâm đến cảm giác đau đớn như lồng ngực bị xé rách, lại sử dụng găng tay thần ảnh một lần nữa.
dung hợp uy lực mạnh mẽ của báu vật này với Nguyệt Diệu Thần Quyền. Chẳng mấy chốc, một ánh trăng ma màu đen cực kỳ đáng sợ xuất hiện. Oanh! Lúc này, đôi cánh của thần nhân cánh bạc sau lưng hắn ta cũng trở thành màu đen nhánh, hắc quang kinh khủng bay lên cao. Trong găng tay thần ảnh kia có khí thế cổ xưa xuất hiện, khiến người ta cảm nhận được một nỗi sợ không tên. Hiện tại, gần như mọi ánh mắt đều tập trung vào Vũ Hạo Thiên. Trời ạ, đây là khí thế của ma hồn oán giận cổ xưa. Đáng sợ quá đi mất, hắn ta dung hợp ma hồn này với Nguyệt Diệu Thần Quyền, đó là Trăng Ma Thái Cổ. Tiếng ồn ào vang lên khắp xung quanh, mọi người thay đổi sắc mặt, vội vã lui lại. Đều không ngờ rằng Vũ Hạo Thiên trước đó đã rất đáng sợ còn giữ lại thủ đoạn như thế cho Lâm Nhất. Chẳng trách hắn ta tự tin như thế, coi thường cả Lâm Nhất người lấy được cơ duyên trên tạo hóa. Dù là găng tay thần ảnh hay Nguyệt Diệu Thần Quyền đều có thể càn quét cả khu vực Thương Long. Khi chúng kết hợp với nhau thì uy lực càng không thể tưởng tượng nổi. Không ổn, Lâm Nhất toi đời rồi. La Trấn cố gắng đứng dậy trên đạo đài, tỏ vẻ lo lắng, trong mắt cũng mang theo nỗi sợ hãi. Vũ Hạo Thiên này thật sự quá đáng sợ. Oanh! Tay phải đeo găng tay thần ảnh của Vũ Hạo Thiên nắm lại, giữ chặt trăng ma trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, vô số ma quang màu đen bay ra từ khe hở ngón tay hắn ta, khiến hư không bắt đầu xuất hiện vết nứt, dị tượng kinh khủng khiến mọi người trợn mắt há mồm. Ánh sáng đen dày đặc bao phủ bầu trời, dưới uy áp như thế, sắc mặt Lâm Nhất cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Vụt! Vũ Hạo Thiên lộ vẻ dữ tợn, lao xuống từ trên trời như ma thần, nơi quyền mang đi qua đều rung động như sắp nổ. Dù là ai cũng có thể cảm nhận được trong quyền mang này chứa đựng lực lượng đáng sợ đến mức nào. Lực lượng dù là dư âm cũng có thể khiến mấy người nhóm La Trấn biến thành cho bụi. Phiền phức rồi. Bùi Tuyết bay lên, đưa mấy người nhóm La Trấn lùi về phía xa, khuôn mặt xinh đẹp cũng lộ vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Nàng ta thấy hơi khó tin, rốt cuộc là thù hận như thế nào mà khiến Vũ Hạo Thiên có thể sử dụng găng tay thần ảnh này chứ? Thật không dám tưởng tượng một nhân vật khó giải quyết như thế lại thật sự đến từ một giới vực cấp thấp như Huyền Hoàng giới. Vụt! Quyền mang màu đen bay xuống từ trên cao với tốc độ không thể tránh né, lao thẳng về phía Lâm Nhất. Dưới ánh nhìn của Lâm Nhất, quyền mang của đối phương như một ngọn núi không ngừng phóng. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, chân nguyên trên người Lâm Nhất lại không dao động quá nhiều. Hai tay hắn tạo ra một dấu ấn cổ xưa, chậm rãi điều động bảo cốt Thương Long, thần văn lâu đời bên trong phát sáng. Ngay khoảnh khắc này, ánh sáng đến từ bảo cố Thương Long và chín long văn tử kim trên người hắn dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ, long uy cuồn cuộn thoáng chốc bộc phát. Đi cùng với long uy này chính là phong lôi gào thét, điện quang bắn ra tứ phía, như một bóng dáng Thương Long chân chính đang lượn quanh. Thánh giáp Thương Long. Lâm Nhất thầm quát khẽ một tiếng, khẽ nhướng mày, ánh sáng bao phủ cơ thể diễn hóa thành một chiến giáp kim loại dày dặn cứng rắn, chứa đựng khí thế thần thánh. Vào khoảnh khắc thánh giáp xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm nhận được một khí thế mạnh mẽ trên người Lâm Nhất, thánh giáp đó có năng lực phòng ngự mạnh mẽ, lộ ra uy áp thần thánh vừa lâu đời vừa huyền ảo. Đây là Long Giáp à? Uy lực Thương Long chân thực quá. Mọi người thay đổi sắc mặt, trong mắt đều lộ vẻ ngạc nhiên, thủ đoạn mà Lâm Nhất sử dụng cũng rất mạnh. Đây là lá bài tẩy trước đây hắn không có, chắc là lấy được trong bảo điện Thương Long, dường như có thể ngăn cản được đòn tấn công này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 129.